chương 651, chư thiên động tác. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên trong. Có rất nhiều chí tôn đều kinh nghi nhìn về phía hãng thiên thế giới phương hướng. Tiên vương cấp bá chủ càng là ngạc nhiên thất sắc. Cũng có rất nhiều đại năng biểu lộ biến ảo không ngừng, biến đổi thất thường, giống như xảy ra chuyện gì đại khủng bố giống như, không dám tin. Vạn tượng Phật vực bên trong. Có một tòa phủ đầy tiên khí màu trắng tự trúc biển. Sương trắng lượng lờ, linh hạt dạo bước. Biển trúc dập dần, thanh phong lưu động, từng trận tiên âm khắc diệu, chầm chậm gợn sóng say lòng người. Ngay tại mảnh này dường như như thế ngoại đào nguyên trúc trong nước, có một đóa to lớn liên hoa. Cánh hoa to lớn, tản ra mờ mịt khí tức, cực kỳ thần thánh. Liên hoa bên trong là đầm nước trong vắt, trong đầm nước vang sinh nổi lơ lửng một mảnh giống như bồ đệm giống như linh thực, bằng phẳng bằng phẳng. Bốn phía đầm nước, sinh trưởng các loại bất đồng, dài ngắn không đồng nhất kỳ lạ cây, nồng đậm tiên lực nhẹ nhàng dập dần. Mà tại bồ đệm phía trên, thì là ngồi xếp bằng một vị thân mang màu trắng lụa mỏng, dung mạo tuyệt sắc nữ tử. Vù. Nàng mở ra hai con mắt nháy mắt, tinh quang lưu chuyển, thoáng như bắn ra một đạo trong suốt sức gió. Trực tiếp đem phía trước nồng đậm xương trắng đẩy ra. Nữ tử trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng bấm quyết, một lát sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Mục địch. Nàng nhẹ kêu một tiếng. Tại liên hoa bên ngoài cách đó không xa, một vị áo xanh tiểu đồng vội vàng bái nói. Hồi Bồ Tát, mục địch tại. Ba nghìn đại đạo lâm trần, liền rơi vào vô thương tiên vực việc này thiên cơ che đậy lộ ra một cổ kỳ quặc ngươi lại tự mình đi điều tra một phen nữ tử đôi mắt đẹp bên trong lóe ra thâm thúy chi y thanh âm thanh thúy êm tai vâng một địch lần nữa ôm quyền cúi đầu vù vù nữ tử ngón tay đối với phía trước hư không điểm nhẹ một đạo ánh sáng xanh lục lướt đi bay đến tiểu đồng trong tay ánh sáng xanh lục tán đi là một gốc hẹp dài giống như cây non trồng cỏ chính thời khắc tản ra từng trận ánh sáng lộ ra một cổ khiến người ta thanh tâm ngưng thần khí tức có cái này gốc thanh hòa mầm, liền xem như gặp thượng cảnh trí tôn, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Đa tạ Bồ Tát. Mục địch nhìn trong tay linh thực, trong hai con ngươi lộ ra kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đi thôi. Vâng. Sư. Dứt lời về sau, mục địch liền biến mất ở nguyên địa. Nữ tử nhìn lấy chỉ còn chính mình tự trúc điển, cảm thấy có chút trống trải. Suy nghĩ một chút về sau, liền vương ngọc thủ một chiêu, dưới thân bộ đệm cái khác rất nhiều linh thực bên trong, liền bay lượn ra một đạo quan mang một gốc bỏ túi hoa sen xuất hiện tại trong tay nàng. xèo. sau một khắc, hoa sen liền biến ảo làm một đạo hừng hực bạch quang, tung bay bay đến liên hoa bên ngoài. sau đó bạch quang dần dần nội liễm, một đạo thân xuyên thanh y nữ đồng xuất hiện ở bên ngoài. nữ đồng sau đầu ghim hai cái viên thuốc biển, mi tâm có một gốc hoa sen đồ án, hình dạng cực kỳ tinh xảo đáng yêu. ngươi sinh tại cái này tự trúc biển, bản thể lại là một gốc hoa sen. như vậy bản tọa liền cho ngươi ban tên cho vì tím sen, có thể nguyện. tím sen. Đa tạ Bồ Tát ban tên cho. Nữ đồng tím sen vội vàng quỳ xuống lại, vui vẻ đáp lại nói. Sau khi làm xong những việc này, nữ tử nhìn một chút bầu trời, trong đôi mắt đẹp lộ ra hoang mang, nhẹ giọng nỉ non nói. Ba nghìn đại đạo đủ hàng, Phật tổ lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn tiên vực trung tâm nhất. Hỗn độn thiên cung, hỗn thiên trong điện. Một vị thanh niên tóc dài xếp bằng ở này, nhìn về phía trước. Ánh mắt thâm thúy, phản phất tại xuyên thấu trùng điệp trở ngại nhìn về phương xa. Một lát sau, hắn đứng người lên, đi ra cửa. Đừng đi. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm lại nhờ kiếp nhân tâm phách âm thanh vang lên, quanh quẩn tại mảnh này trống trải cung điện bên trong. Thanh niên bước chân dừng lại, mắt tinh bên trong lộ ra một tia hoảng hốt chi sắc. ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, không hiểu mở miệng hỏi, phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì, ba nghìn đại đạo tại sao lại đột nhiên lâm trần. Không thể nói, lần này nhắc nhở ngươi, đã là làm trái quy tắc nhớ lấy trời xa tà tu đặc biệt là trống trải thanh âm nói đến một nửa đột nhiên bắt đầu mơ hồ giống như là bị cái gì lực lượng cho cản trở giống như phụ thân thanh niên đứng ở tại chỗ nếm thử tính kêu vài tiếng thế nhưng là cũng không có đạt được đáp lại hắn sắc mặt ngưng trọng trầm tư phụ thân là có y gì không cho ta đi dò xét còn xa hơn cách tà tu ba nghìn đại đạo buông xuống cùng tà tu có quan hệ sao suy nghĩ tốt một đoạn thời gian thanh niên cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, chỉ có thể là đem cái kia phiên khuyến cáo nhớ cho kỹ. Lắc đầu, lần nữa xếp bằng ở điện nội tu hành. Chư thiên giới đích bên ngoài, cùng vô tận hỗn độn tường kép bên trong nơi nào đó. Một vị mang theo màu vàng dựng thẳng phát quang, mặc lấy rộng thùng thình áo bào trắng, quanh thân lượng lờ lấy màu xám khí thể nam tử xếp bằng ở này. Bạch. Sau một khắc, một đạo hừng hực bạch quang bỗng nhiên hiện lên ở hắn bên cạnh, giữa bạch quang mơ hồ có thể thấy bóng người mang theo màu vàng buộc tóc quan nam tử mở ra hai con mắt, trong mắt giống như có vô tận hỗn độn lưu chuyển. Hắn đứng người lên, đối với trong bạch quan bóng người ủi lấy quyền đạo. Gặp qua đạo tổ. Ngươi vượt khuôn. Giữa bạch quan, một đạo âm thanh trong trẻo truyền ra, tại mảnh này tường kép bên trong quanh quẩn. Nam tử nghe vậy sắc mặt hiện khổ, thanh âm hơi tâm mở miệng nói. Xin lỗi. Ngươi còn nhớ rõ ta từng quyết định quy củ sao? Nhớ đến, không cho phép bất luận cái gì ban đầu chư thiên tồn tại nhúng tay tân chư thiên diễn biến đã nhớ đến vì sao còn muốn vượt khuôn mà lại ngươi hẳn phải biết ta dự định làm cái gì ta minh bạch có thể ta chỉ là muốn không có thế nhưng là một khi không may xuất hiện dẫn đến tân chư thiên sụp đổ như vậy thì xem như dựng vào ngươi cái mạng này đều không đủ đến bằng vào hiện tại chư thiên ngươi cho rằng còn đỡ được lần thứ hai xâm nhập sao áo bào trắng nam tử nghe vậy đồng tử co vào trong lòng không thăng bằng cảm giác trong nháy mắt phóng đại, sau đó thở một hơi thật dài, thấp giọng nói. Đạo tổ đều dự định mượn dùng mới chư thiên chi lực đến phục sinh hắn bọn họ, cái kia vì sao ta liền không thể phục sinh con ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ha 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 ha. Trong bạch qua người, đột nhiên phá lên cười. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng đùa cợt chi y. Sau đó, cuộn trào khí tức nở rộ mà ra, áo bào trắng nam tử nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại chí cực lực lượng, đặt ở hắn trên thân ngươi cho rằng ngươi là ai, cái này tân chư thiên là ai sáng tạo. Chỉ bằng ngươi một cái tiên hoàng. Cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Áo bào trắng nam tử bị này khí tức áp tỉnh táo thêm một chút, lập tức sắc mặt không ngừng biến ảo lên. Một lát sau. Hắn phản phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng, đôi mắt kiên định xuống tới, cắn răng nói. Là ta quá mức, đạo tổ chớ trách. Nhưng còn mời đạo tổ khoan dung độ lượng, từ đó ta nguyện triệt để cùng này phương đại đạo khóa lại, chỉ cầu có thế để cho con của ta sống sót. Mượn mới chư thiên chi lực phục sinh. Trong bạch quan người nghe vậy, trầm mặt một hồi, tự hồ là cảm thấy vô cùng ngoài y muốn, sau đó chậm rãi nói. Sẽ không hối hận. Tuyệt không hối hận. Ha 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 ha. Lần này, trong bạch quan trong tiếng cười không có lại có đùa cợt Đều nói hỗn độn tiên hoàng lãnh đạm vô tình, nghĩ không ra nhưng cũng có như thế chí tình một mặt. Tốt. Đã ngươi nguyện y nỗ lực dạng này đại giới, vậy ta liền thành toàn ngươi ta lấy đạo tổ thân phận cam đoan với ngươi, như tân chư thiên kế hoạch thành công, như vậy hiên bạch ngọc liền sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hắn sẽ lấy tân chư thiên thân phận một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Dứt lời, một viên ánh mắt lớn nhỏ, lóe ra nhu hòa kim quang trái cây theo trong bạch quang bay ra, trôi dạt đến áo bào trắng nam tử trước mặt. Nam tử không do dự, cầm qua trái cây, một thanh nuốt vào trong bụng. Quanh tụng. Một trận kịch liệt khí tức từ hắn thể nội nở rộ mà ra. Chập trùng nhanh chóng lan tràn, phản phất muốn đem trọn cái tường kép bao trùng trong bạch qua người phất, cái kia sắp chạm đến chư thiên giới bích chập trùng bất ngờ tiêu tán. Nam tử khí tức trên thân không ngừng bốc lên, đồng thời khí chất cũng càng thêm dán vào tự nhiên lên. Cảm thụ được chư thiên đại đạo đối với mình không còn có bất luận cái gì kháng cự về sau, nam tử khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ sở. Mặc dù thực lực tăng cường, nhưng hắn biết, từ đó về sau, hắn đều sẽ vĩnh viễn bị vây ở chư thiên đại đạo phía trên, cũng không còn cách nào siêu thoát. Vô số cái kỷ nguyên lĩnh hội cùng tích lũy, cũng toàn bộ đều biến thành hư ảo. Nói cảm ơn tổ thành toàn. Nam tử bất đắc dĩ thở dài, trong đôi mắt tiếc nuối không che giấu được, ôm quyền ủi lấy. Ngươi cũng không cần đau thương, mặc dù ngươi bị khắc ở Chư Thiên Đại Đạo trên, nhưng tu đạo chi lộ vô bờ bến, con đường phía trước y nguyên bằng phẳng. Chỉ là quá trình biến đến khó khăn chút mà thôi, huống chi Chư Thiên Đại Đạo cũng không có gì không tốt, đối với cầm giữ có vô tận tuổi thọ ngươi mà nói, đơn giản chính là thời gian vấn đề thôi. Còn nữa, nếu là Tân Chư Thiên kế hoạch thất bại, con trai của ngươi không thể như mong muốn phục sinh như vậy ta liền tự mình bóc ra ngươi ấn ký, để ngươi một lần nữa thoát ly đại đạo là được. Trong bạch quan bóng người cho hắn quán thâu một đợt canh gà, lại bổ sung một cái hứa hẹn. Nam tử nghe vậy cười khổ một tiếng, nói. Đa tạ đạo tổ. Sau đó, bạch quan biến mất. Nam tử cũng đem ánh mắt xê dịch về mới trong chư thiên. Nhìn về phía cái kia rộng lớn trong cung điện lẳng lặng ngồi xếp bằng tu hành thanh niên. Ánh mắt bên trong lộ ra nhu hòa, thầm nói. Bạch Ngọc. Hãng thiên thế giới cổ ma cùng tề thiên tiên tôn cùng an thế hiên bọn người nhìn lấy thiên khung trên cảnh tượng đồng tử đều là kịch liệt đột nhiên trục lại kim quan tại ly trường sinh trên thân càng thần thánh nhưng là lập tức tề thiên tiên tôn dẫn đầu phản ứng lại hắn sắc mặt biến đổi lớn lo lắng nói không tốt lại tiếp tục mà nói thần hồn của hắn sợ là muốn thiêu đốt hầu như không còn chương 652, linh hồn chỗ sâu một sư tề thiên tiên tôn không do dự lập tức xuất thủ lượng lờ lấy hắc khí túng hồn kỳ tự động bay ra, sau đó một vệt kim quang chợt hiện. Tề Thiên Tiên Tôn hồn ảnh tại Phan Bân trong ánh mắt đờ đẫn nổi lên. Hắn xuề bàn tay ra, tiên tôn chi lực điên cuồng tiết ra, làm cho cả hãng thiên thế giới đều sa vào đến trong khủng hoảng, đặc biệt là Đông Thắng Đại Lục. Phía dưới vô số yêu thú, vô luận bất luận cái gì cảnh giới yêu thú, tất cả đều phủ phục run rẩy, không dám động tác. Tề Thiên Tiên Tôn thần lực màu vàng ống muốn ngăn chặn ly trường sinh hiện tại trạng thái nhưng là ầm ra. Theo thần lực tán loạn, tề thiên tiên tôn sắc mặt đột nhiên trắng lên, dường như nhận lấy một loại nào đó phản vệ đồng dạng, hồn thể lập tức hư huyễn rất nhiều. Vô dụng tề thiên tiểu bối, tiểu tử này hiện tại là bị đại đạo hộ thể, có thể nói là chân chính vạn pháp bất xâm, cưỡng ép xuất thủ sẽ chỉ tự tổn. Cổ ma đôi mắt lấp lóe, lắc đầu nói. Nói lúc này cũng đã theo trong rung động hồi phục thần trí. Đồng thời, sắc mặt trên cũng là tràn ngập không cách nào che giấu cuồng hỉ. Oanh! Ngay sau đó, tựa như là tề thiên tiên tôn xuất thủ làm ra tác dụng nhưng ly trường sinh trong con ngươi mờ mịt chậm rãi trở thành nhạt một phần một đạo yếu ớt ánh sáng khúc xạ mà ra ta đây là thế nào hắn chật vật lẩm bẩm một câu có thể thấy được ý thức còn rất mơ hồ cùng loại với một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái trường sinh tề thiên tiên tôn lớn tiếng kêu gọi hắn hiện tại trừ kêu to cũng không có những biện pháp khác thậm chí ngay cả truyền âm đều làm không được ly trường sinh trong ý thức mơ mơ màng màng ly trường sinh Ánh mắt chậm rãi rõ ràng lên. Đây là ở đâu? Hắn nghi ngờ nghĩ đến. Nhưng bởi vì ý thức không rõ rệt, trừ ý nghĩ này bên ngoài hắn không có suy nghĩ càng nhiều. Tụng. Sau một khắc, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Một cái lão giả đập vào mi mắt, cho hắn một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Lão giả mặt mũi hiền lành, ánh mắt thương hại vươn tay sờ lên khuôn mặt của hắn nói: "Đã những tâm đêm nhỏ như vậy hài nhi ném trong núi, là nuôi không nổi đến sao?" Trong thôn nhị cường một mực ồn ào muốn hài tử vừa vặn ôm trở về xem một chút hắn muốn hay không dưỡng ngay tại lão giả như vậy nói thầm lấy thời điểm nằm tại trên tảng đá trong tả lót hài nhi đột nhiên khóc trống lên qua wow. qua wow. ly trường sinh không cách nào khống chế thân thể của mình nhưng nhìn lấy ánh mắt của mình bên trong không ngừng vung vẩy hai cái nhỏ non tay hắn cũng minh bạch tình cảnh của mình ai làm sao đột nhiên khóc lên rồi lão giả trong lúc nhất thời có chút luống cuốn tay chân tranh thủ thời gian đem trong tay cái quất ném đi dùng một đôi phủ đầy nếp nhăn tay đem hài nhi ôm vào trong lòng nhắc tới cũng kỳ hài nhi vừa mới bị lão giả ôm về sau liền không lại khóc trống mắt to quay tròn chuyển đưa tay hướng bộ mặt của ông lão đầy đủ đi nhìn hài nhi không tại phiền não lão giả cũng nhẹ nhàng thở ra liền như vậy ôm lấy hắn xuống núi nhị cường qua nhi này ngươi hoặc là làm ly trường sinh ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc thức dậy trước mắt vẫn là lão giả kia mặt ừm làm sao xanh sao vàng vọt đó a à, lão ly đầu Hoa nhi này sẽ không bị bệnh à. a. Hoa nhi này bị bỏ vào trên núi, không biết bao lâu, gió thổi ngủ ngoài trời đến còn sống đã là không dễ, ngươi còn muốn nhường hắn nhiều thủy linh. Không muốn. Cái này nhặt được đến hài tử có thể không bảo đảm a, à, mà lại hiện tại nhà ai đến thu hoạch cũng không tốt, ta cũng không muốn bại họa lương thực. Hắc ngươi cái nhị cường. Sao như thế không nhân tính. Mặc kệ lão ly đầu ngươi thế nào nói, dù sao ta là không dưỡng, ta trở về, lại cùng ta nhà bà nương cố gắng một chút, chính mình sinh một cái mới bảo đảm lão giả lại hỏi trong thôn không ít người nhà, thế nhưng là không có một cái nào dự định nhận nuôi. Rơi vào đường cùng, lão giả về tới nhà của mình, nhìn lấy trong ngực hài nhi đem hắn đặt ở cỏ đệm lên. Có thể là mới vừa đem hài nhi để xuống, tiếng khóc trống lại vang lên. Ô oa! À, ô oa! À, ai? Ngươi sao lại khóc đấy? Lão giả cuốn quyết đem hài nhi ôm lấy, thế nhưng là vừa ôm, tiếng khóc nhất thời liền đã ngừng lại. Hài nhi làn da có chút ố vàng, thế nhưng đôi mắt to lại cực kỳ xinh đẹp, hiện ra linh tính lão giả nhìn lấy hài nhi cái kia khả đáng yêu bộ dáng, nghĩ đến hắn gặp phải, trong lòng cũng là nhu nhũng ra. Thôi, dù sao lão đầu tử một người cũng lẻ loi hiu quạng, có tiểu oa nhi ngươi làm bạn cũng là tốt đấy, cũng là có thể muốn ủy khuất ngươi uống sữa dê. Lão giả chống lên một vệt nụ cười. Hài nhi tựa như có thể nghe hiểu lão giả lời nói, ô qua ô phun kêu, đưa tay hướng mặt của lão giả đầy đủ đi. Lão giả cúi đầu xuống, muốn cầm mặt tầng tầng hài nhi tay. Ai u? Tiểu oa nhi, khát nhổ râu ri nha, Yêu thích chỉ chốc lát về sau, lão giả nói đem hài nhi để xuống nói, "Tới tới tới, ngươi nằm trước, gia gia cho ngươi lấy điểm uống sữa." "Ô oa." À, "Ô oa." À. Vừa để xuống hài nhi lần nữa khóc lên. Lão giả hơi lúng túng một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành hài nhi. Rất nhanh, hài nhi ngủ tê hắt đi, lão giả cũng thở dài một hơi. Hắn nhìn lấy ngủ say em bé, nhấc miệng lên một vệt nụ cười nói, "Ngươi cái này em bé, thật đúng là kỳ quái." Không ôm vào trong ngực liền làm ầm ĩ. Thật đúng là không bớt lo đấy. Từng. Lão đầu tử họ Ly, ngươi về sau thì kêu Hoài An A. À. Ông vào trong ngực liền an phận, ha ha, ta thật đúng là sẽ đặt tên đấy. Ly trường sinh ánh mắt bắt đầu không ngừng biến ảo, rất nhiều hình ảnh đều là mơ hồ, mà lại cũng không ăn khớp, có điều hắn có thể rõ ràng quan sát được, trong tầm mắt, thân thể của mình theo hài nhi dần dần trưởng thành. Thẳng đến. Ô ô. Gia gia, Trương Thúc Vương Thẩm đều nói ngươi phải xê hết, Hoài An không muốn ngươi xê hết ngủ kỹ trong tốt lều. Một cái tám tuổi lớn hài tử nằm sấp tại cạnh giường khóc lớn. Trên giường lão nhân, chật vật xuề bàn tay ra che ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Em bé! Không khóc, sinh lão bệnh tử. Là phàm nhân bọn họ không chạy khỏi. Gia gia ta à! Sống lớn như vậy số tuổi. Đã là thỏa mãn. Đừng khóc, không phải vậy. Gia gia sẽ khổ sở. Hài đồng khóc thanh âm lớn hơn. Ô ô! Hoa a a! Không muốn, Hoài An muốn Gia Gia bồi. Hoài An không được Gia Gia xê, hết. Ngốc em bé. Lão giả đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, cũng là hiện ra lệ quan. Hắn cũng không thể gặp qua nhi này thương tâm, cũng không nở qua nhi này. Gia Gia đã xin nhờ. Trương gia tiểu tử, về sau. Ngươi liền đi nhà hắn sống qua. Ô qua qua qua. Hoài An không cần Gia Gia xê, hết. Hoài An không nở Gia Gia. Vô luận hài đồng như thế nào hô hoáng, lão giả hô hấp cũng dần dần yếu ớt xuống dưới hắn nhìn lấy nóc nhà cỏ tranh, sau cùng dùng lực vuốt vuốt hài đồng đầu, khàng khàng nỉ non. Hoài An. Gia Gia. Không nở. Ngươi. Nói xong, lão giả triệt để đoạn khí hơi thở, rất nhanh, trong phòng liền vào tới mấy cái đại nhân, đem điên cùng kêu khóc hài đồng ôm đi. Ly Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, chẳng biết tại sao, trái tim hung hăng co lại. Sau đó hình ảnh tiếp tục biến ảo. Ly Hoài An. Ngươi ngồi ở chỗ đó còn chờ cái gì nữa nha, cùng đi chơi mà phía trước cách đó không xa đất trống có mấy cái tiểu hài tử ngồi vây quanh một đoàn có quan hệ trực tiếp lấy ai con dung bò nhanh nó bên trong một đứa tiểu hài nhi đứng lên nhìn lấy ngồi tại trên tảng đá nhìn về phương xa một đứa bé con gào lên gọi ly hoài an hài đồng dường như không nghe thấy một nửa chỉ là kinh ngạc nhìn nơi xa xuất thân ai đừng để y tới hắn đấy gia gia hắn không có chính thương tâm đấy nhưng một mình hắn lẳng lặng a à. tiểu hài tử nghe vậy sắc mặt trên cũng là lóe qua vẻ đồng tình nhưng cũng không có ở nói thêm cái gì mà chính là ngồi xổm xuống, cùng hài tử khác lại chơi tiếp. Ly Hoài An nhìn lấy nơi xa Đại Sơn. Nơi đó là tán lấy gia gia hắn địa phương, mà lại nghe nói, cũng là gia gia nhặt hắn trở về địa phương. Theo hắn ngẩn người, Thái Dương rất nhanh liền rơi xuống núi. Cách đó không xa các hài tử đã sớm mất tung ảnh, Ly Hoài An lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt to lộ ra bi thương, nỉ non nói. Gia gia. Hắn nhớ tới đến, gia gia quy cô đê cười trước nói lời. Sinh lão bệnh tử, là phàm nhân không chạy khỏi nếu như không biết xê hết. Gia Gia liền sẽ không rời đi ta đấy. Ly Hoài An nói, trong mắt lại thấm ra lệ quan. Đón chiều tà, thân ảnh nho nhỏ vắng vẻ hướng trong thôn đi đến. Lúc đầu ban đêm, Ly Hoài An không có đi trương thúc nhà, mà chính là cơm nước xong xuôi trực tiếp chạy ra, về tới gian kia nhà lá. Hắn chỉ có ở chỗ này mới ngủ đến an ổn. Bởi vì hắn kiên trì như thế, trương thúc cũng không có ép buộc. Vốn là lão Ly đầu xê hết rồi, phòng của hắn hoặc là mở ra cho thôn làng nhảy địa phương, hoặc là liền cho người khác ở. Có thể là bởi vì Ly Hoài An, các thôn dân chung quy là không đành lòng, liền lưu lại. Buổi tối, Ly Hoài An bị tiếng sấm đánh thức, mơ mơ màng màng từ trên giường bò xuống dưới, đi đi ra bên ngoài góc tường lên nhà cầu. Ô ô! Đột nhiên, gió lớn gào thét, hạt mưa nhỏ xuống tốc độ tăng tốc. Ly Hoài An bị đông cứng đến thanh tỉnh không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong mây đen sấm sét vang dội. Tại điện quan chiếu xuống, hắn nhìn đến có viên giống giống như sao băng đồ vật theo chân trời nhanh chóng bay tới. Một cái đỏ xám sắc, một cái màu trắng. Hai viên lưu tinh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến thôn làng ngay phía trên. Trương Thiên Minh. Ngươi đến cùng có hết hay không? Đột nhiên, cái kia cho màu đỏ ánh sáng ngừng lại, ngay sau đó chính là một tiếng nít tai nhức óc trống to. Ly Hoài An trong nháy mắt bị giật nảy mình, toàn thân một cái giật mình. Thôn bên trong rất nhiều người cũng đều đạo thanh âm này đánh thức, kinh loạn chạy ra muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì khấu cù. Ta đã báo tin tông môn. Ngươi trốn không thoát. Đạo bạch quan kia tán đi, là một cái nam tử mặc áo trắng. Ngươi dám bước lão tử. Lão tử cho dù xê, hết. Cũng muốn kéo lên đệm lưng. Cho màu đỏ bên trong, một cái tóc dài áo xám trung niên nam nhân cũng hiển lộ ra, hắn bay thẳng đến phía dưới thôn làng phóng đi. Nam tử mặc áo trắng kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi dám. Tại ly hoài an ánh mắt hoảng sợ dưới, áo xám nam tử trong nháy mắt liền lấp lóe đến ngay người trương thúc trước mặt trực tiếp đem cổ vạn gãy. Hoa a a a. Ly Hoài An nhìn thấy tràng diện này, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là cũng bởi vậy hấp dẫn cái kia áo xám nam tự chú y. Hắn sắc mặt trên để lộ ra tàn nhẫn thị nụ cười máu, sau đó thân ảnh biến mất. Ly Hoài An trong lòng hoảng sợ phóng tới lớn nhất, sau một khắc. Phanh. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái nam tự áo trắng, đem hắn hỗ trợ. Khấu cù. Ngươi quả thật nên xê, hết. Nam tử áo trắng giữ tận trống giận áo xám nam nhân lập tức lui lại, kéo dài khoảng cách, cười gằn nói. Ha 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 ha. Lão tử chỉ bất quá nghĩ phải thật tốt tu luyện thôi. Các ngươi những thứ này tự xưng là chính đạo tu sĩ nhất định phải đem lão tử ép lên tuyệt lộ, lão tử còn có cái gì không dám. Tụng. Cùng bạo đỏ xám sắc khí hơi thở bắt đầu nở rộ. Đừng. Nam tử áo trắng đồng tử đột nhiên rụt lại, nhưng là không còn kịp rồi. Đối phương hiển nhiên đã sớm tích xúc tốt lực lượng, trong nháy mắt bạo phát nhường hắn bất lực chỉ có thể hết sức bảo vệ cẩn thận sau lưng hài đồng. Ly Hoài An ánh mắt vượt qua nam tử, nhìn tận mắt thôn làng bắt đầu xê, hôn vê cùi. Trừ mình ra cùng sau lưng nhà lá bên ngoài, hết thảy tất cả cũng bắt đầu tiêu tán. Chương 653, Linh hồn chỗ sâu 2 Trong vùi trong thôn, đột nhiên phiêu tán ra rất nhiều màu đỏ trùng sáng, dung nhập vào áo xám nam tử thể nội, hắn tham lam lại mê luyến hít sâu một cái nói, sảng khoái. Ha 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 ha. A a a. Khấu cù. Người đáng xê, hết nam tử áo trắng giận không nhịn nổi gào thét lớn nhanh chóng hướng về hướng về phía đối phương phanh áo xám nam tử trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ điên cuồng hai người không ngừng giao chiến đấu ly hoài an bị dư âm chấn động đến thể nội khí huyết cuồn cuộn toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng miệng mũi ở giữa chậm rãi chảy xuống dòng máu đỏ sẫm nam tử áo trắng cũng chú ý tới ly hoài an dị dạng hơi biến sắc mặt muốn đem chiến trường kéo xa nhưng là đối phương hiển nhiên không cho hắn cơ hội đến mức nhường hắn nguyên bản sắc bén thế công không tự kìm hãm được yếu bớt xuống dưới. Rất nhanh, áo xám nam tử tìm tới cơ hội, hung hăng một chưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn. Phốc qua. Cùng lão tử chiến đấu còn dám phân tâm. Đi xe, hết đi. Cho năng lượng màu đỏ đại phóng, nam tử bàn tay hiện lên đao, trực tiếp đâm vào nam tử áo trắng bụng. Ngay tại đối phương muốn tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm. Sư. 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 Chân trời đột nhiên nhanh chóng lướt đến đại lượng lưu quang. Áo xám nam nhân gặp này hơi biến sắc mặt, đem nhụn đầy máu tươi bàn tay rút ra, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút ly hoài an trước người nam tử. Đạo thần tông. Lão tử sớm muộn tiêu diệt các ngươi. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Nam tử áo trắng không kiên trì nổi, quỳ một chân trên đất bưng bít lấy chính mình đổ máu bụng, sắc mặt trắng bệch. Chân trời những cái kia lưu quang đuổi sát mà đi, nhưng là trong đó có một vệt ánh sáng đoàn bay v phút xuống tới. Rơi vào nam tử áo trắng bên cạnh. Nhìn thấy người tới, Nam tử áo trắng gian nan nói, thiên minh. Gặp qua Yến Phong chủ. Ly trường sinh tâm tình cũng là tạo nên gợn sóng. Người này không là người khác, đúng là hắn quen thuộc Yến Tán. Hắn muốn kêu gọi, nhưng hắn hiện tại phản phất như là một cái người ngoài đồng dạng, chỉ có ý thức, không làm được bất cứ chuyện gì. Trong tầm mắt, Yến Tán nhìn một những vòng hoàn cảnh bốn phía, ánh mắt tại chính mình trên thân hơi dừng lại, sau đó nhìn về phía thụ thương nam tử, ném cho đối phương một hạt đang dược sau nói. Người thương thế tại thân, nhiệm vụ trước hết để xuống đi. Vâng. Nói xong, Yến Tán cũng là hướng nơi xa đuổi theo. Mà lúc này Ly Hoài An rốt cục không kiên trì nổi, ánh mắt biến thành màu đen, đã bê bất tê tỉnh. Làm ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, sắc trời hơi sáng, chính vào sáng sớm. Ly Hoài An vội vàng đứng lên, khẩn trương lại sợ hướng nhìn bốn phía. Có thể nhìn giả đảo qua chỗ, trừ một tòa nhà lá bên ngoài, chỉ có một mảnh hoang vu. Hắn quen thuộc thôn làng liền phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, không có lưu lại một điểm vết tích. Ngươi đã tỉnh, cách đó không xa một đạo hơi có chút quen thuộc âm thanh vang lên ly hoài an nhìn sang chỉ thấy ánh nắng sáng sớm dưới tối hôm qua nam tử áo trắng chính cởi trần ngồi tại trên tảng đá bụng quấn lấy màu trắng băng vải mặt đất cùng băng vải trên còn có lưu vê tết em mờ láo hiển nhiên là xử ly qua thương thế ngươi ngươi là ai ly hoài an thanh âm non nớt bên trong tràn ngập hoảng sợ hắn vẫn là cái tám tuổi lớn hài tử hiện tại đầu một đoàn bột nhão lúng cuốn không biết nên làm cái gì Trương Thiên Minh xoay người lại, một bên mặc vào áo bào vừa đi đến trước mặt hắn, hỏi. Hài tử, ngươi tên là gì? Ta gọi. Ly Hoài An. Hắn yếu ớt đáp lại nói. Ly Hoài An sao? Rất không may nói cho ngươi, toàn bộ thôn làng, chỉ có ngươi sống tiếp được. Ly Hoài An đồng tử khẽ rung. Thúc thúc ngươi nói là. Tất cả mọi người đê cả xê, hết rồi sao? Tiểu hài tử không biết cái gì là sụp đổ, Trương Thiên Minh trong mắt lộ ra thương hại, gật một cái. Ừm. Ly Hoài An Bịch lập tức ngồi trên mặt đất. Trong đầu nhớ lại trong thôn đám tiểu đồng bạn còn có trương thúc, vương thẩm bọn họ hình dạng. Sau đó liền nghĩ tới chính mình quy cô đê cười không lâu da da. Lạch cạch. To như hạt đậu nước mắt không ngừng theo hốc mắt trượt xuống. Trương Thiên Minh lắc đầu thở dài, sờ lên Ly Hoài An đầu nói. Ta biết ngươi mất đi thân nhân thống khổ, nhưng không có cách nào Ly Hoài An, đây chính là sự thật, ngươi phải tiếp nhận. Tự hồ là cho là mình mà nói có chút nặng, Trương Thiên Minh tiếp tục nói. Ngươi thiên phú không tồi, về sau tu tiên lời nói nên sẽ có một phen thành tựu. Ngươi nếu là không biết nên làm sao bây giờ, liền đi về phía đông, chỗ đó có một cái tu tiên môn phái, hữu duyên, liền bái nhập bên trong A. Cầm lên cái này. Nói xong, Trương Thiên Minh ném cho Ly Hoài An một cái ngọc bài, liền vượt qua hắn, hướng phía sau đi đến. Ly Hoài An vội vàng quay đầu, một bên chảy nước mắt một bên lớn tiếng nói. Thúc thúc. Ngươi có thể dẫn ta đi sao? Gia gia xếp hết rồi trong thôn đại gia cũng đều đê đề thả xê hết. Coi như người trước mắt đã nói cho hắn nên làm như thế nào, nhưng hắn vẫn là rất sợ hãi, muốn tìm một cái dựa vào. Trương Thiên Minh bước chân dừng lại, khẽ lắc đầu nói. Xin lỗi rồi hài tử, ta không thể tự tiện hướng tông môn dẫn người. Mà lại có chút quy củ không thể phá. Ngươi cũng đừng trách ta thất vọng đau khổ, thế gian sinh linh ngàn vạn, có thể cứu ngươi đã là không dễ, ta không thể nào thích đáng an trí mỗi một cái dê tạp n tạng người. Mặc dù ngươi mới 8 tuổi, nhưng ta đưa cho ngươi ngọc bài cùng loại với một loại tính vật, coi như ngày sau ngươi vô duyên tiên môn, chỉ cần tìm một thành trì, cũng có thể sinh tồn đi xuống. Thúc thúc đừng đi. Ngươi có thể nói cho ta biết như thế nào mới sẽ không xê hết sao? Ly Hoài An tiếng khóc phóng đại, trong lời nói lộ ra sợ hãi cùng e ngại. Hắn rất sợ. Trong thôn trương thúc đầu rơi xuống đất một màn kia, còn tại trước mắt của hắn chiếu lại. Trương Thiên Minh nhìn lấy trẻ em bất lực bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng coi như lại không nhịn, hắn cũng sẽ không làm quá nhiều. tự như hắn trước đó nói như vậy, thế gian tu sĩ đều đếm không hết, đừng nói phàm nhân, càng là nhiều vô số kể. hắn có chút quy củ của mình, không thể phá. dù là cái này rất tàn nhẫn, hắn có thể cứu người, nhưng làm cho người nhập tiên đạo, hắn còn không có tinh lực như vậy này cùng thời gian. dù sao tu sĩ cũng là tự tư, nhưng nghe ly hoài an mà nói, hắn không ngại cho đối phương hy vọng, chống lên một vệt nụ cười nói, muốn bất tử, liền đi tu tiên a. À tu tiên giả có thế trường thọ cho dù là trường sinh cũng không phải không có cơ hội mặc dù cái này rất xa vời thậm chí không thể nào thúc thúc trường sinh là có y gì trường sinh a cũng là vĩnh viễn cũng sẽ không c hết a cười cợt trương thiên minh liền không lại cho ly hoài an bất luận cái gì hỏi thăm cơ hội hóa thành một đạo lưu quan bay về phương xa lưu lại ly hoài an một người tại nguyên chỗ sững sờ ngẩn người chỉ cần trường sinh liền sẽ không c hết sao Ly Hoài An thân ảnh nho nhỏ, lại mặt trời mới mọc tiếp theo một bên nói thầm lấy, một bên hướng trước đó Trương Thiên Minh chỉ phương hướng đi đến. Ly Trường Sinh trong mắt hình ảnh đến tận đây về sau lần nữa không ăn khớp. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là vây quanh một cái tên là Ly Hoài An hài tử chuyển. Thời gian trôi qua giống như rất nhanh, lại hình như rất chậm. Hắn nhìn lấy vụn vặt trong tấm hình. Ly Hoài An giống như đi không bao xa, liền nhìn thấy thành trì. Chương 654, Linh hồn chỗ sâu ba cửa thành thủ vệ nhìn đến đứa bé này cũng đều đoán được là lưu vong nạn dân, đau lòng cho chút ngân lượng cùng thức ăn, để vào trong thành. Người bên trong thành bọn họ có thiện tâm người, lại thêm thấy được Trương Thiên Minh lưu lại ngọc bài, dự định nhận nuôi Ly Hoài An. Nhưng là bị Ly Hoài An kiên định cự tuyệt, hắn muốn tu tiên, muốn trường sinh. Hắn không muốn xê, hết. Về sau, ra khỏi cửa thành Ly Hoài An, dựa theo hảo tâm thủ vệ chỗ cáo tri lộ tuyến, liền một người cô độc lang thang trên đại lục. Đói thì ăn quả dại, khác liền uống nước mưa, không có nước mưa thời điểm thậm chí sẽ lấy xuống trao dại, nhu toái gạt ra chất lỏng đến giải khác. Đối với một đứa bé con mà nói, cái này đã rất đáng gờm rồi. Nhưng cũng rất khổ. Hình ảnh nhất chuyển. Ly Hoài An đã 9 tuổi, hắn vậy mà thật đi tới Trương Thiên Minh nói tới tu tiên môn phái. Giữ cửa các đệ tử nhìn lấy Ly Hoài An cái kia nghèo túng bộ dáng, có lộ ra khinh bỉ chi y, cũng có người nhìn đau lòng. Ly Hoài An chuyện thứ nhất, chính là mở miệng hỏi có thể tu tiên sao? Có thể trường sinh sao? Kinh bỉ đệ tử nghe vậy càng thêm rất kinh bỉ, nói chút lời khó nghe. Nhưng cũng có đệ tử kiên nhẫn giải thích một phen. Nếu muốn tu tiên, thì phải có nhất định tư chất, bất quá trường sinh là không thể nào. Như Ly Hoài An nghĩ, đệ tử này liền sẽ đi vào thông báo một tiếng. Ly Hoài An nghe vậy thất vọng, hắn chỉ muốn trường sinh. Sau đó liền không ngừng truy vấn đối phương như thế nào mới có thể trường sinh. Cái này vị đệ tử rơi vào đường cùng, liền nói cho hắn biết, như không nên nói trường sinh, sợ là cũng chỉ có đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thế lực mới có thể làm được. Giống bọn họ loại này tam lưu môn phái là không cần suy nghĩ. Ly Hoài An suy nghĩ một lát, quyết định từ bỏ cơ hội lần này. Hắn muốn đi trường sinh cơ hội càng lớn tiên môn. Liền mà liền hỏi đối phương trong miệng, cái kia đứng đầu nhất thế lực ở đâu? Bên cạnh có thủ môn đệ tử chế dỗ Ly Hoài An không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng có đệ tử không đành lòng dội tắt hài tử trong lòng hy vọng nhìn lấy ly hoài an trong tay có đạo thần tông tính vật biết nó là thần tông chỗ cứu được nạn nhân cho nên liền chỉ hướng phía đông bắc đạo thần tông vị trí ly hoài an rời đi cái này tiên môn về sau liền một đường nhắm hướng đông bắc đi đến phêu về sau ly trường sinh có thể nhìn đến hình ảnh không ngừng biến ảo rất nhiều đều là mơ hồ giống chi lúc trước cái loại này rõ ràng vô cùng thiếu nhưng hắn đại khái có thể xem hiểu hình ảnh tiến triển không biết qua bao lâu một đường lang thang ly hoài an phát triển đến thời kỳ thiếu niên mặc dù nghèo túng chật vật nhưng ánh mắt bên trong ánh sáng không giảm năm đó những năm này đi qua hắn không có chút nào bỏ xuống trong lòng trường sinh chấp niệm cũng lại không ngừng nghe ngóng hiểu rõ có quan hệ với tu tiên sự tình trong lúc đó hắn cũng con đường không ít môn phái bị coi trọng qua tư chất muốn thụ hắn nhập môn nhưng ly hoài an biết thiên hạ môn phái đối tại truyền thừa là rất xem trọng một khi hắn tu hành nào đó môn phái công pháp như vậy môn phái khác liền rất khó lại tiếp nhận hắn mà mục tiêu của hắn chỉ có cái kia trường sinh cơ hội lớn nhất tiên môn Thiên hạ bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong đạo thần tông. Tiên môn người rất chú trọng mặt mũi, bị Ly Hoài An cự tuyệt về sau, liền trực tiếp rời đi. Thời gian trôi qua. Một đoạn thời khắc, ly Trường Sinh trong mắt cảnh sắc đột nhiên vô cùng rõ ràng. Lúc này Ly Hoài An, lần nữa cao lớn rất nhiều, cũng rốt cục đi tới chính mình tâm tâm niệm niệm đạo thần tông. Nhìn lấy cái kia to lớn vô cùng môn phái cùng bên trong phiêu miểu kiến trúc, Ly Hoài An hốc mắt ẩm ướt lên. Theo hài đồng thời kỳ một mực kiên trì đến bây giờ mục tiêu, bây giờ rốt cục gần ngay trước mắt trong lúc đó khổ cùng nước mắt đếm không hết, nhưng hắn trong lúc nhất thời khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng. Mà thân là ngoài cuộc người quan sát Ly Trường Sinh, cũng chẳng biết tại sao, tâm tình trong lòng theo lực dâng lên. Rất nhanh, Ly Hoài An liền lau đi nước mắt, bước nhanh chạy hướng về phía đạo thần Tông Sơn môn chỗ. Đứng lại. Ngươi là người phương nào? Giữ cửa đệ tử vội vàng hướng lấy Ly Hoài An quát lớn. Ly Hoài An kích động nói, ta đến bái tiên môn. Khẩn thỉnh tiên trưởng để cho ta nhập tiên lộ cầu trường sinh giữ cửa các đệ tử nhìn lấy ly hoài an một thân chật vật khẽ nhíu mày cầm đầu đệ tử nói bây giờ thần tông không thu đệ tử người nếu muốn nhập tông môn liền chờ 50 năm sau thu đồ đại điển a ly hoài an nghe vậy gấp 50 năm quá lâu rõ ràng một mực khát vọng tiên môn đang ở trước mắt hắn căn bản không có kiên nhẫn đi chờ đợi mà lại hắn cũng biết tu tiên không chỉ có muốn nhìn tư chất còn phải xem tuổi tác 50 năm về sau hắn đều đã hơn 60 tuổi coi như vào tiên môn vậy cũng bỏ qua tốt nhất tu hành tuổi tác. Có thể trường sinh cơ hội cũng chỉ sẽ biến càng thêm xa vời. Nhìn lấy sắc mặt kiên định thủ môn đệ tử, Ly Hoài An đôi mắt không ngừng lấp lóe, sau cùng khóe miệng hàm răng khẽ trắng. Móc ra trong ngực cái kia một mực cùng với chính mình nhiều năm tính vật, quyết định vung một cái láo. Đối phàm nhân mà nói, lừa gạt tiên trưởng C hết không có gì đáng tiếc. Nhưng bây giờ tiên môn gần trong gan tất, vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Tiên trưởng mời xem, đây là nhiều năm trước một vị tiên trưởng cho tính vật của ta nói là cầm lấy hắn liền có thể vào thần tông bái sư, mong rằng tiên trưởng thả ta đi vào. Ly Hoài An hai tay dân ngọc bài, thân eo cong đến 90 độ. Cái trán ẩn ẩn chảy ra mồ hôi, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Giữ cửa đệ tử gặp này lông mày nhíu lại, liền vội vàng tiến lên kiểm tra ngọc bài, phát hiện đúng là thần tông tính vật. Bất quá! Đây là chỉ có thần tông tại cứu những cái kia không có có sinh tồn năng lực nạn dân lúc mới có thể phát hạ lệnh bài. Người nói láo! Thủ môn đệ tử mày nhăn lại, lớn tiếng quát lớn. Ly Hoài An toàn thân một cái giật mình, nhưng trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nhớ lại lúc ấy cái kia tà tu đối nam tử mặc áo trắng kia xưng hô, trực tiếp mở miệng nói. Mong rằng tiên trưởng Minh xét, ta thật không có nói sai. Lúc trước cứu ta tiên trưởng, gọi là Trương Thiên Minh. Nghe được Trương Thiên Minh ba chữ, thủ môn đệ tử sắc mặt hơi hơi biến hóa. Sau đó khe khẽ bàn luận nói. Trương trưởng lão. Thật chẳng lẽ là Trương trưởng lão an bài. Làm sao bây giờ? Trương trưởng lão sự tình không phải chúng ta có thể làm chủ, vẫn là thông báo một tiếng đi. Ly Hoài An nghe vậy trong lòng có chút thở dài một hơi, nhưng là lập tức trái tim lại nhấc lên. Ngươi, theo ta đi. Nếu là nói dối, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Cầm đầu thủ môn đệ tử nhìn lấy Ly Hoài An, trầm giọng nói. Ly Hoài An trong lòng sợ hãi, nhưng đã đến một bước này, liền không thể lui. Nếu không mấy cái này thủ môn đệ tử, sợ là sẽ phải bởi vì tức giận đối với mình ra tay. Ly Hoài An theo đệ tử tiến nhập đạo thần tông, nhìn lấy cái kia một vài bức trùng kích thị giác hình ảnh, miệng nhịn không được dương thật to. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm hy vọng. Đi có chừng một canh giờ. Ly Hoài An cảm giác có chút mệt mỏi, bất quá cuối cùng là đến lúc đó. Ngươi tạm chờ lấy. Thủ môn đệ tử để lại một câu nói, liền hướng nghị sự đại điện phương hướng đi đến. Trương trưởng lão dẫn người nhập tông, chuyện này tuy là nó việc tư, nhưng về sau như nhập thần tông dù sao cũng là muốn ăn tông môn tài nguyên, muốn càng thông báo trước tông chủ. Tên đệ tử này đi đến nghị sự đại điện trước, đối với giữ cửa trưởng lão bái nói, Chân trưởng lão, người này nghe nói là Trương Thiên Minh trưởng lão cho phép nhập tông, đệ tử cần muốn bẩm báo một tiếng tông chủ. Chân đang nhìn thoáng qua Ly Hoài An, sau đó đối lấy trước mắt đệ tử nói. Tông chủ chính trong điện cùng tất cả trưởng lão nghị sự, Trương trưởng lão cũng ở trong đó, chờ a. À. Chương 655, linh hồn chỗ sâu 4. Vâng. Thủ môn đệ tử đi tới Ly Hoài An trước mặt nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi cùng ta lại ở chỗ này hơi chút chờ đợi. Vừa vặn Trương trưởng lão cũng ở bên trong, hy vọng ngươi không có nói sai. Ly Hoài An cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, cười khang một tiếng nói. Được rồi tiên trưởng. Sau đó Ly Hoài An liền bắt đầu cháy bỏng thấp thỏm chờ đợi. Hắn biết, một hồi chính mình kết quả như thế nào, liền đều xem tiên trưởng tâm tình. Chính mình vì nhập tiên môn, không tiếc xê cướp dùng đối phương danh nghĩa, tiên trưởng như là sinh khí, như vậy kết quả khó liệu, xê hết cũng là có khả năng. Nhưng, cũng không phải không hề lưu lại cơ hội, mặc dù xa vời. Đi qua những năm này nghe ngóng, Ly Hoài An cũng biết, tiên lộ không chỉ có muốn nhìn tư chất, còn phải xem nghị lực cùng ngộ tính các loại cho nên hắn có chính mình tiểu tâm tư những năm gần đây hắn một đường bôn ba kiên trì đi đến nơi này không chừng tiên trưởng sẽ xem ở chính mình kiên định nghị lực phân thượng ngoại lệ đem chính mình thu làm môn hạ dù là sẽ không thu chính mình làm đồ đệ nhưng chỉ cần có thể vào cái này thần tông sơn môn hắn liền thỏa mãn qua chừng nửa canh giờ két nghị sự đại điện cửa lớn mở ra ly hoài an trái tim cũng tại thời khắc này nâng lên cổ họng hoảng sợ tâm thần bất định, bất an các loại cảm xúc ở trong lòng hỗn loạn trộn lẫn, cực kỳ dày vò. Nhưng trong lòng cái kia vẻ mong đợi, nhưng cũng không cách nào khống chế điên cuồng bốc lên mầm. Cửa lớn mở ra, một ít trưởng lão từ đó đi ra. Không chỉ có như thế, còn có bốn đại phong chủ. Yến Tán, Liễu Tuyết Mai, Vương Chấn cùng Kỷ Trần. Mà những người này, bất ngờ liền có Ly Hoài An quen thuộc vị kia Trương Tiên Trưởng, Trương Thiên Minh. Chân đang đem gọi lại, mở miệng nói. Trương trưởng lão, Trương Thiên Minh lông mày nhíu lại, nhìn về phía Chân Đan, ông quyền nói: "Chân trưởng lão nhưng có phân phó. Chân Đan là Triệu Vô Cực bên người Hồng Nhân, cho nên hắn vẫn là vô cùng nể tình. Nơi này có một vị tiểu hữu chờ ngươi đã lâu, ngươi lại đi xem một chút a." À, hắn nhìn về phía Ly Hoài An cười nói. Chân Đan thanh âm không có đè thấp, những cái kia cùng một chỗ theo đi ra các trưởng lão cũng đều lập tức đem ánh mắt dời tới. Trong đó Yến Tán chú ý tới Ly Hoài An về sau, đôi mắt có chút lóe lên. Hắn luôn cảm giác này người ở nơi nào gặp qua một dạng có chút quen thuộc trương thiên minh nhìn lấy ly hoài an đi hướng hắn nghi ngờ nói ngươi tìm ta ly hoài an liền vội cung kính bái lớn tiếng bái nói tiểu tử ly hoài an gặp qua trương tiên trưởng ly hoài an t ngươi chẳng lẽ là năm đó đứa bé trai kia trương thiên minh hơi suy tư lập tức liền nghĩ tới ly hoài an thấp thỏm gật đầu nói năm đó tiên trưởng cứu ta hoài an trong lòng vô cùng cảm kích đặc biệt là tiên trưởng lúc gần đi đối hoài an theo như lời nói như muốn trường sinh, chỉ có tu tiên. Hoài An những năm này một mực ghi nhớ tiên trưởng dạy bảo, theo gia hương một đường bôn ba tới đây, chỉ vì cầu được tiên duyên. Còn thỉnh tiên trưởng, chuẩn hứa Hoài An nhập tiên môn. Nói, Ly Hoài An trực tiếp quỳ xuống, đối với Trương Thiên Minh bái xuống dưới. Trương Thiên Minh cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Ly Hoài An. Khoảng cách lúc trước cứu ngươi, còn không đủ hơn tháng liền làm tròn 10 năm. 10 năm này thời gian, ngươi. Quả nhiên là cùng nhau đi tới. Ly Hoài An ngẩng đầu, không nói gì, chỉ là tâm thần bất định gật đầu. Trương Thiên Minh ánh mắt phức tạp hơn. Trong này khoảng cách có bao xa hắn biết rõ. Ly Hoài An nghị lực nhường hắn có chút kinh thán, không chỉ là đối một phàm nhân mà nói, trọng yếu nhất là đối phương theo hạ quyết định thời điểm vẫn còn con nít, coi như bây giờ cũng chỉ bất quá vẫn là một thiếu niên mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn thu đồ. Nếu thật muốn thu đồ, tối thiểu cũng muốn chờ 300 năm về sau suy nghĩ thêm. Trong lúc đó nếu là có thể đột phá đại thánh, thời gian này còn muốn kéo dài hắn không thể làm dạy đồ đệ mà phân tâm từ đó ảnh hưởng tới chính mình tiên lộ ta sẽ không thu ngươi làm đồ trương thiên minh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói ly trường sinh trong lòng chật lạnh trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng thất vọng một loại vắng vẻ cảm xúc trong lòng phi vần quanh nhưng ngay lúc đó hắn lại lần nữa tỉnh lại nói đã tiên trưởng không muốn thu hoài an nhập môn vậy nhưng không khẩn thỉnh tiên trưởng chuẩn hứa hoài an thêm vào thần tông thêm vào thần tông sao trương thiên minh trầm tư bây giờ còn chưa tới thu đồ đại điển thời gian, mà lại hắn tại thần tông cũng bất quá chỉ là một cái thánh nhân thôi, quyền nói chuyện cũng không cao. Chuyện này hắn cần phải đi thỉnh cầu tông chủ. Có thể. Vì một cái ly hoài an, đáng giá hắn làm như vậy sao? Mà lại, tông chủ cũng chưa chắc sẽ đồng in y. Một khi đi mời cầu lời nói, tại tông chủ trong lòng lưu lại không tuân quy của ấn tượng liền được trả bằng mất. Ngay tại hắn hơi lúng túng một chút thời điểm, Ly Hoài An bên cạnh thủ môn đệ tử đột nhiên tức giận mở miệng nói. Ngươi cái này phàm nhân lại dám lấn gạt chúng ta. Lời này vừa nói ra, Trương Thiên Minh cùng Chu Vi xem các trưởng lão đều kinh ngạc lên. Lừa gạt. Có ý tứ gì? Trương Thiên Minh nghe vậy đôi mắt có chút sắc bén lại, nhìn về phía tên đệ tử này trầm giọng hỏi. Tên đệ tử này vội vàng ôm quyền đối với Trương Thiên Minh bái nói. Hồi bẩm trương trưởng lão. Người này nghĩ muốn gia nhập thần tông, nhưng là bởi vì còn chưa tới thần tông thu đồ đại điển, chúng ta liền không cho phép hắn nhập môn. Nhưng hắn lại cầm lấy nạn dân tính vật, nói là ngài cho phép, là ngài nhường hắn tiến vào tông môn, đồng thời dự định thu hắn làm đồ. Chúng ta lúc này mới thả hắn tiến đến. Nghe thủ môn đệ tử tức giận, Trương Thiên Minh sắc mặt cũng trầm xuống. Nhìn về phía Ly Hoài An, một cổ nhường nó cảm thấy áp lực hít thở không thông vọt tới, thanh âm trầm giọng nói. Hắn nói thế nhưng là sự thật. Ly Hoài An toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lần nữa nằm sấp trên mặt đất nói. Xác thực. Xác thực như thế. Có thể Hoài An nếu không như vậy, bọn họ liền không cho phép. Làm càng. Trương Thiên Minh đột nhiên sắc mặt khó coi lớn tiếng quát lớn. Ly Hoài An nhất thời bị dọa đến im lặng, không dám ngôn ngữ. Nguyên bản ta còn thưởng thức ngươi nghị lực, có thể ngươi đã vì bản thân chi tư mà lừa gạt tiên trưởng, đối với phàm nhân mà nói, đây là đại bất kính. Ngươi đi đi. Ta là không thể nào thu người như ngươi làm đồ đệ, không chỉ có như thế, cũng sẽ không để ngươi ngoại lệ thêm vào thần tông. Nếu ngươi nhất định muốn nhập tông, vậy liền chờ 50 năm sau thu đồ đại điển lại đến A. Trương Thiên Minh nghiêm túc nói. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nhiều người nhìn như vậy đâu, như hắn nói thẳng cự tuyệt, sẽ có tổn hại mình tại thần tông hình tượng, như thế ngược lại là tốt. Ly Hoài An lừa gạt tiên trưởng trước đây, hắn cự tuyệt có thể nói là đương nhiên. Không cần đi khẩn cầu tông chủ, cũng sẽ không để cho mình tại tông chủ trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Tiên trưởng. Hoài An bây giờ đã 18. Như 50 năm sau. Ly Hoài An vừa nghĩ tới chính mình đem bị thần tông cự tuyệt ở ngoài cửa, trong lòng ủy khuất cùng bi thương như thế nào đều ức chế không nổi nước mắt không ngừng theo hốc mắt trượt xuống xuống vì một ngày này hắn giữ vững được 10 năm a à. chớ có nhiều lời trương thiên minh cao mày nhìn lấy ly hoài an nhưng trong lòng thì thở dài xin lỗi hắn xác thực đáng thương ly hoài an cũng đối nó nghị lực cảm thấy kinh thán cùng thưởng thức nhưng nói đi thì nói lại hắn không muốn vì ly hoài an mà cho mình thêm phiền phức bên cạnh một ít trưởng lão cũng đều thấy rõ ràng đại khái biết được trương thiên minh suy nghĩ trong lòng cũng đều ào ào lắc đầu cảm thấy đáng tiếc bất quá cũng không có mảy may trách cứ trương thiên minh y tứ hắn có lỗi sao hắn không sai dù sao ly hoài an mệnh đều là hắn cứu hắn chẳng qua là vì mình mà cân nhắc thôi thậm chí ngay cả tự tư cũng không tính là thu chính là thu không thu chính là bản phận cự tuyệt nó nhập thần tông cũng là quy củ cho nên hắn không sai đem hắn mang đi a à. trương thiên minh nhìn về phía giữ cửa đệ tử ra lệnh vâng sau đó tên đệ tử này liền nhẹ nhõm sách lên ly hoài an hướng tông ngoài cửa đi đến ly hoài an không có bất kỳ cái gì giải dụ chỉ là sững sờ nhìn về phía trước hắn hiện tại tâm xê hết như tro nước mắt không tự kìm hãm được theo hốc mắt chảy xuôi mà xuống như thế nào đều ngăn không được hắn biết chính mình một mực theo đuổi trường sinh cơ hội càng mong manh mà trọng yếu nhất cũng nhất làm cho lòng hắn lạnh còn là mình 10 năm này cố gắng tất cả đều nước chảy về biển đông trong nháy mắt đã kích nhường hắn không biết làm sao liền phản phất về tới lúc trước vừa nhìn thấy Trương Thiên Minh lúc dáng vẻ, bất lực lại bàn hoàng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Chậm rãi. Chương 656 Thủ môn đệ tử nghe vậy lập tức ngừng chân ngay tại chỗ. Ly Hoài An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, mở miệng chính là một vị tóc dài bạch y nam tử cao lớn. Người này bên cạnh đứng đấy một vị nữ tử, hình dạng tuấn giật, một thân khí chất trong đám người càng rõ rệt. Yến phong chủ có gì phân phó, Thủ phong đệ tử liền vội vàng đem ly Hoài An ném xuống đất, cung kính không lưng ôm quyền nói. Yến tán nhìn lấy ly Hoài An, thâm thúy trong đôi mắt có chút lóe ra quang mang, không biết đang suy nghĩ gì. Tại Trương Thiên Minh cùng tất cả trưởng lão ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn mở miệng nói: "Ngươi rất muốn tu tiên sao?" Ly Hoài An hai con mắt có chút tỏa ra thần thái, vội vàng trùng điệp gật đầu, lớn tiếng đáp lại: "Nghĩ." Hoài An muốn tu tiên. Thế gian này môn phái nhiều đến kinh ngạc, ngươi theo gia hương đi tới một đường lên hẳn là trải qua rất nhiều tiên môn, tại phàm nhân mà nói, mỗi một cái tiên môn đều là cơ duyên lớn lao, ngươi có như thế nghị lực, chắc chắn có tiên môn nguyện y thu ngươi, có thể ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn gia nhập thần tông. Yến tán mặt không thay đổi hỏi. Ly Hoài An không do dự, trực tiếp đem trong lòng chính mình suy nghĩ nói ra. Bởi vì Hoài An muốn trường sinh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thì liền Yến tán cũng hơi hơi hoảng hốt. Trường sinh. Đúng, Hoài An không muốn xê hết, cũng không muốn xê hết. Có thể phàm nhân thọ nguyên cuối cùng cũng có cực hạn, chỉ có tu tiên mới có cái kia một tia cơ hội. Hoài An cùng nhau đi tới, gặp qua rất nhiều tiên môn, nhưng Hoài An biết, chỉ có càng cường đại tiên môn, cái này một tia cơ hội mới có thể càng lớn. Ly Hoài An đã dùng hết khí lực, lớn tiếng đáp lại, mệt có chút thở dốc. Yến Tán trầm mặt một hồi, trong thời gian này các trưởng lão khác bọn họ không ai dám mở miệng quấy rầy. Một lát sau. Trường sinh sao? a, à có y tứ. Yến Tán mỉm cười, sau đó nói. Bản tọa tàng tiên phong nhân khẩu thưa thớt, rất lâu chưa từng thanh ly qua, ngược lại là có chút lộn xộn. Ly Hoài An, bản tọa lại hỏi ngươi, có thể nguyện đến tàng tiên phong làm một tên quét dọn đệ tử. Ly Hoài An nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đại hỷ. Vội vàng nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng gật đầu nói. Nguyện y. Hoài An nguyện y. Thần tông các trưởng lão gặp này đều thần sắc khác nhau. Bọn họ phần lớn cảm thấy thật không thể tin. Yến tán tính lết mọi người đều biết, coi trọng quy củ liền không cần nói nhiều, làm người cứng nhất nghiêm túc, cũng không muốn thu đồ, thậm chí bởi vì vui thanh tịnh, dẫn đến tàn tiên phong tính cả hắn cũng liền hai người thôi. Bây giờ thế mà nhận một phàm nhân. Trương Thiên Minh cũng là thần sắc hơi hơi biến hóa, nhìn thoáng qua Ly Hoài An lại liếc mắt nhìn Yến tán, không có lên tiếng. Trong lòng đồng dạng hoài nghi vừa sợ ngạt. Nhưng sau đó hắn liền lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, Yến Phong chủ quyết định không phải hắn có thể can thiệp, ngược lại là thầm than trong lòng Ly Hoài An cơ duyên không nhỏ. Yến Tán là người thế nào, đạo thần tông bốn đại phong chủ một trong, đại thánh đỉnh phong tu vi, hiện nay tông chủ thân sư đệ, càng là thần vương Yến Nam Thiên cháu trai. Tại thần tông địa vị xa không phải mình có thể so sánh, đối phương nếu muốn người, căn bản không cần cố y đi xin phép tông chủ, từng câu từng chữ mới có thể quyết đoán. Sư huynh, ngươi đây là. Chiến thần phong phong chủ vương chấn ngược lại là không có những trưởng lão kia lo lắng, lòng đầy nghi hoặc liền trực tiếp đặt câu hỏi yến tán nhìn lấy ly hoài an cái kia tràn đầy chờ mong cùng ước mơ ánh mắt nói khẽ đứa nhỏ này ta lúc đầu gặp qua cũng coi là có duyên phận a à. vương chấn nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa yến tán không tiếp tục để y tới người khác đi tới ly hoài an trước mặt nói đứng lên ly hoài an hít sâu một hơi cưỡng chế kích động trong lòng nhu thuận nghe theo đối phương đứng lên đi bản tọa ngọn núi cũng chỉ là một cái quét rác tạp dịch đãi ngộ thậm chí so ra kém đồng dạng hai lưu tông môn ngươi cần nghĩ kỹ. Hoài An nghĩ kỹ. Ly Hoài An trịnh trọng mở miệng đáp lại. Tạp dịch lại như thế nào? Chỉ cần vào cái này đạo thần tông, liền coi như là bước ra trường sinh bước đầu tiên. Đến mức yến tán trong miệng đãi ngộ, hắn cũng không thèm để y, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ có đạo thần tông mới là có hy vọng nhất thực hiện hắn mơ ước tiên môn. Tốt, vậy liền cùng bản tọa làm đi thôi. Yến tán nói xong, liền vượt qua Ly Hoài An, hướng nơi xa đi đến. Ly Hoài An không do dự, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Tại chỗ tên kia thủ môn đệ tử, nhìn lấy Ly Hoài An bóng lưng thì là suy nghĩ xuất thần. Tiểu tử này, thế mà thật nhập thần tông. Sư huynh cái gì thời điểm như vậy chú trọng duyên phận rồi. Một cái còn chưa kiểm tra đo lường thiên phú phàm nhân, liền trực tiếp thu nhập ngọn núi. Vương Chấn khó hiểu nói. Ha ha, Khắc suy nghĩ nhiều như vậy. Yến sư đệ trong miệng duyên phận chỉ là thứ nhất, hắn đoán chừng là thưởng thức Ly Hoài An phần này nghị lực, cho nên mới định cho hắn một cái cơ hội dù sao sư đệ hắn nhìn người, chú trọng nhất không phải thiên phú, mà chính là phẩm tính. Kỹ trần sờ lên chồng râu của mình, lộ ra cơ trí ánh mắt cười nói. Liễu tuyết mai nhìn lấy yến tán bóng lưng, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Ly trường sinh trong mắt hình ảnh lại chuyển. Theo Ly Hoài An tiến nhập tàn tiên phong về sau, yến tán liền tiện tay tại chân núi nơi nào đó cho hắn kiến tạo một tòa nhà gỗ, về sau liền không lại quản hắn. Ly Hoài An nhìn lấy yến tán vất tay đại pháp lực, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Sau đó liền cầm lấy cây chổi, bắt đầu tận chức tận trách quét dọn lên ngọn núi. Tàng tiên phong rất lớn, một mình hắn quét dọn không biết phải bao lâu, nhưng hắn không một câu án hận nào, thậm chí tâm ly còn cảm kích yến tán. Nếu không phải đối phương, hắn căn bản liền không khả năng lưu lại. Hai tháng sau, Ly Hoài An chậm rãi quét dọn đến giữa sườn núi vị trí. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một tòa nhà, trước nhà trong sân ngồi xếp bằng một thanh niên nam tử. Đối phương chính nhắm mắt tu hành lấy. Rất nhanh, tự như là đã nhận ra hắn ánh mắt, Đối phương mở ra hai con mắt nhìn sang. Sau đó thân ảnh lấp lóe thời khắc, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Ly Hoài An liền vội vàng đem cây chổi thả tại nguyên chỗ, ông quyền không người thấp thỏm nói: "Tùy tiện quấy rầy tiên trưởng tu hành, mong rằng tiên trưởng thứ tội. Ngươi là ai a?" À? Theo dự liệu tức giận cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một đạo thanh âm ôn nhu. Ly Hoài An ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đáp lại nói: "Đệ tử Ly Hoài An, là quét dọn tàn tiên phong tạp dịch." thẩm thiên vũ lông mày nhíu lại tạp dịch quét dọn tàn tiên phong ngươi là sư tôn mang vào là yến phong chủ thì ra là thế ngươi không cần khẩn trương ta gọi thẩm thiên vũ ngươi gọi ta thẩm sư huynh liền có thể thẩm thiên vũ nhìn lấy ly hoài an cái kia câu nệ bộ dáng cười nói ly hoài an không dám cự tuyệt đồng thời trong lòng cũng đối trước mắt người ấn tượng vô cùng tốt rất ôn nhu vâng thẩm sư huynh ngươi là như thế nào đi vào tàn tiên phong a Thẩm Thiên Vũ mang theo Ly Hoài An đi đến trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, hỏi. Ly Hoài An cũng không có dấu giếm, một năm một mười nói cho đối phương biết. Sau khi nghe xong, Thẩm Thiên Vũ cũng là cảm khái vô cùng. Nếu là như vậy, Ly Sư đệ nghị lực gọi người khâm phục. Thẩm Sư Huynh nói quá lời. Nhìn lấy y nguyên câu nệ Ly Hoài An, Thẩm Thiên Vũ lắc đầu cười nói. Thôi, ta liền ở lại đây, về cặp sau ngươi có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, có thế tùy thời tới tìm ta. Hoài An đa tạ Thẩm Sư Huynh. Ly Hoài An cũng là lộ ra nụ cười, thẩm sư huynh người là thật tốt a. À. Bởi vì ngọn núi người bên trong đinh thưa thất, không đợi Ly Hoài An tìm thẩm thiên vũ, hắn liền thường xuyên tìm đến Ly Hoài An giải buồn. Hai người quan hệ cũng là càng rút ngắn, Ly Hoài An cũng không lại giống như là lúc trước như vậy khẩn trương cùng câu nệ. Một năm sau, ngay tại tận tâm tận lực quét dọn ngọn núi Ly Hoài An đột nhiên phát giác được bên cạnh dân lên một trận thanh phong, quay đầu nhìn lại nháy mắt, giật nảy mình. Liền vội vàng đem cây chổi ném xuống đất, quỳ bái nói, đệ tử Ly Hoài An, gặp qua Yến Phong Chủ. Yến Tán nhìn lấy Ly Hoài An, nhìn lấy trên người hắn bởi vì quét dọn mà nhiễm tro bụi, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Theo lúc trước bản tọa mang ngươi nhập phong, đã có một năm, ngươi lại như cũ là cái phàm nhân. Trong lòng có thể có bất mãn. Không đợi Ly Hoài An mở miệng, Yến Tán tiếp tục nói. Bản tọa muốn nghe lời thật. Ly Hoài An ôm quyền nói. Đệ tử trong lòng không có bất mãn, chỉ là có chút cuốn cuồng. Cuốn cuồng. Yến Tán lông mày nhíu lại nếu không phải yến phong chủ đệ tử thậm chí vào không được sơn môn lần này ân đức hoài an suốt đời khó quên như thế nào oán trách chỉ là bây giờ hoài an đã có 19, còn chưa đi vào tiên đồ còn sợ thời gian lâu dài bỏ qua tốt nhất tu hành tuổi tác cho nên trong lòng lo lắng ly hoài an đem chính mình y nghĩ trong lòng chi tiết nói tới có thể coi là lại gấp thì có biện pháp gì đâu trong lòng của hắn vẫn là có chừng mực mỗi ngày tận tâm quét dọn không dám vượt khuôn mảy may yến tán nhìn lấy ly hoài an biết được đối phương nói đúng là lời trong lòng một năm qua này hắn nhìn như đem ly hoài an ném ở một bên không quan tâm kỳ thực đối phương hết thảy cử động đều bị hắn nhìn ở trong mắt yến tán có chút nhếch miệng ngươi ngược lại là có kiên nhẫn bản tọa biết ngươi cùng thiên vũ tiếp xúc ngươi cũng nên biết trường sinh độ khó khăn cho dù là tu hành đến phương thế giới này đỉnh trường sinh vẫn là cái xa không thể chạm vọng tưởng cho nên ngươi bây giờ mục tiêu còn là muốn trường sinh sao nghe yến tán mà nói ly hoài an nhớ lại tuổi nhỏ lúc tạ thế gia gia còn có lúc trước chính mình quyết định mục tiêu. Đôi mắt kiên định, ngữ khí chân thành nói. Đúng. Hoài An muốn trường sinh tâm chưa bao giờ thay đổi. Về sau cũng sẽ không biến. Yến Tán liền như vậy lẳng lặng nhìn Ly Hoài An, một lát sau, cười nói. Thật sao, nếu như thế, vậy ngươi có thể nguyện nhập ta môn hạ. Ly Hoài An đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tâm tình khống chế không nổi kích động hắn hiện tại cũng không phải một năm trước tiểu bạch rồi đi qua cùng thẩm thiên vũ tiếp xúc hắn đối yến tán thân phận và địa vị bao nhiêu cũng coi là có hiểu biết mặc dù đã từng vọng tưởng qua đối phương sẽ hay không thu chính mình làm đồ đệ nhưng bây giờ thật phát sinh vẫn là để hắn cảm thấy tựa như ảo mộng nguyện y hoài an nguyện y ly hoài an nằm rạp trên mặt đất điên cuồng gật đầu lớn tiếng đáp lại nói tình cảnh này thoáng như một năm trước hắn vào nhập đạo thần tông lúc yến tán hỏi hắn có nguyện y hay không tiến vào tàng tiên phong một màn kia được ngày mai sáng sớm đến đỉnh núi đi bái sư lễ còn có đã ngươi vào ta môn hạ như vậy bản tọa liền một lần nữa cho ngươi đặt tên a à. ly hoài an sững sờ đặt tên Yến tán không có để y đối phương kinh ngạc chậm rãi nói ra hoài an danh tiếng có ham nhàn hạ y tứ đối phàm nhân mà nói cái này đích xác là một tốt tên nhưng đối với tu đạo giả mà nói lại hoàn toàn ngược lại tu đạo giả y tứ là thẳng tiếng không lùi tiên lộ bên trong theo không thiếu hụt tranh đấu là không thể nào tồn tại nhàn hạ. Mà ngươi lại một lòng khát vọng trường sinh, như lấy trường sinh vì danh, ngược lại là cực kỳ dán vào tiên đạo. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là ly trường sinh, được chứ? Yến Tán nhìn lấy hắn, chờ đợi đáp lại. Ly Hoài An có chút trầm mặt một lát sau, chính là trịnh trọng gật đầu, sau đó dập đầu. Đệ tử ly trường sinh, bái kiến sư tôn. Hình ảnh như vậy dừng lại. Làm ngoài cuộc quan sát người ly trường sinh, đột nhiên cảm giác một cổ u ám xông lên đầu hắn lần nữa đã mất đi ý thức. Chương 657, Thanh Tỉnh Trường Sinh Huynh Trường Sinh Huynh Hỗn loạn thời khắc, Ly Trường Sinh dường như nghe được ai đang kêu gọi hắn. Ý thức dần dần rõ ràng lên, đôi mắt có chút mở ra. Một vệt ánh sáng sáng thông qua lông mi bắn vào đồng tử. Dung hạo khuôn mặt quen thuộc kia đập vào mi mắt. Ta đây là... Thế nào? Ly Trường Sinh chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ chính mình u ám bên trong mang theo một chút nhói nhói đầu hỏi. Dung Hạo nhìn lấy tỉnh lại ly trường sinh kinh hỉ nói. Ngươi xem như tỉnh A trường sinh huynh. Nghe bân tiền bối nói, ngươi thế nhưng là ròng rã ngủ mê nửa tháng A. Ta. Hôn mê nửa tháng. Ly trường sinh trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này thời điểm Phan Bân cũng đi tới, bên cạnh là chân đạp bỏ túi tường vân tiểu bạch. Ngươi cuối cùng là tỉnh A, thật sự là làm ta sợ muốn xê, hết. Phan Bân lộ ra nụ cười, nhìn lấy ly trường sinh vẫn là không nhịn được cảm thấy tại một trận chấn động lúc ấy cái kia ba nghìn đại đạo lâm trần hình ảnh dường như đang ở trước mắt, nhưng hắn cảm thấy vô cùng không chân thật. hắn đời này cái nào gặp qua tràn diện này a? À? xảy ra chuyện gì sao tiền bối? đúng a, à, đến cùng phát sinh gì? Dung Hạo cũng là nghi ngờ nói. lúc ấy hắn cũng lâm vào mê man, không biết tình huống cụ thể. Phan Bân tại hai người bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi giảng thuật nửa tháng trước một màn kia. sau khi nghe xong, Dung Hạo hai mắt trường lớn, nhìn lấy ly Trường Sinh kinh hô nói: Họa tào trường sinh huynh thế mà đưa tới đại đạo cái này tình huống như thế nào ly trường sinh cũng không rõ ràng nhưng hắn thấy đó cũng không phải không có bất kỳ cái gì lý do chính mình ngôn xuất phát tùy liền có thể gọi ra đại đạo cho nên trong này tám thành là có liên quan liền ngươi chỗ lấy hôn mê lâu như vậy cũng là bởi vì ngươi thần hồn chi lực bị tiêu hao rất nghiêm trọng không qua còn tốt chỉ là rất nhỏ kéo xuống bản nguyên tỉnh dưỡng thật tốt một đoạn liền sẽ tự mình khôi phục phan bân cho lúc trước ly trường sinh làm qua kiểm tra liền khuyên giải nói sau đó, hắn suy nghĩ một chút lần nữa mở miệng nói, "Còn có, hồn tử ngươi về sau liền tận lực đừng uống. Mặc dù không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng lần này ánh sáng nhìn ngươi thần hồn tiêu hao liền biết sự tình thật nghiêm trọng, may mắn ngươi chỉ là uống một chén nhỏ, không phải vậy liền thật phiền toái." Phan Bân lời này vừa nói ra, Ly Trường Sinh cũng nghĩ tới chính mình là bởi vì uống hồn tử nguyên nhân. Ngay sau đó, trong đầu liền một cách tự nhiên hiện ra một đống hình ảnh cùng ký ức. Những hình ảnh này, hắn nhớ đến là tại cái kia thoáng như trong mộng cảnh địa phương, một cái gọi ly hoài an người trí nhớ. Mặc dù là lấy đối phương thị giác, nhưng vụn vặt trong tấm hình đối phương cũng chiếu qua tấm gương, hắn chú ý tới, cái kia ly hoài an cùng dung mạo của mình cực kỳ tương tự. Lúc ấy ý thức mờ mịt, không có cảm thấy có cái gì không đúng, bây giờ nghĩ kỹ lại. Vấn đề rất lớn. Hồng tửu sẽ câu thông linh hồn bản nguyên, nhưng hắn lại vì sao? Sẽ thấy những hình ảnh kia. Chẳng lẽ lại đây là dấu ở hắn sâu trong linh hồn trí nhớ? Mà lại, còn có đạo thần tông, thậm chí ngay cả sư tôn của mình yến tán bọn người, đều toàn bộ xuất hiện ở trong tấm hình. Cho hắn một loại đã chân thực lại hư huyễn ảo giác, phản phất như là hắn thật trải qua giống như. Còn có hình ảnh sau cùng dừng lại một màn kia. Càng làm cho hắn suy nghĩ sâu xa. Đệ tử ly trường sinh, bái kiến sư tôn. Câu nói này, để lộ ra cái kia gọi ly hoài an người, cũng gọi là ly trường sinh. Còn cùng dung mạo của mình rất giống. Chẳng lẽ lại, cái kia người là chính hắn. Nhưng cái này sao có thể, Đối phương trước kia kinh lịch cùng hắn khác biệt vô cùng lớn, là một vị chân chân chính chính tu tiên giới nhân vật, không giống hắn là xuyên qua mà đến. Trong này đến cùng lộ ra quan hệ thế nào? Ngay tại Ly Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Dung Hạo âm thanh vang lên. "Trường Sinh huynh, đã không có vấn đề, chúng ta tiếp tục lên đường a." Ly Trường Sinh lấy lại tinh thần, cảm thụ một phen trạng thái của mình, trừ thần hồn chi lực trống rỗng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Sau đó hắn nhìn lấy Dung Hạo, nhịn không được gật gật đầu cười nói: nhìn đem ngươi gấp đi thôi hãng thiên thế giới giới đích bên ngoài một vị thân mang áo xanh tướng mạo thanh tú tiểu đồng trong ngực hắn bưng lấy một cái bình ngọc màu trắng bên trong chứa một gốc hẹp dài giống như cây non giống như màu lục linh thực chính là chỗ này sao có thể này ký tức mục địch mày nhăn lại trước mắt cái thế giới này giới bích bên ngoài lượng lờ lấy một tầng nồng đậm chí cực khủng bố tiên lực ngăn cản lấy kẻ ngoại lai tiến vào hoàn toàn không phải hắn loại thực lực này người có thể xâm nhập hiển lộ tề thiên tiên tôn khí tức thế giới, bây giờ lại có đại đạo lâm trần. Cái thế giới này đến cùng ẩn dấu bí mật gì? Mục địch một bên ngưng trọng suy tư, một bên nỉ non nói. Nhìn một chút bình ngọc trong tay, mục địch có chút do dự. Nếu là vận dụng thanh hòa miêu mà nói, hắn là có thể đem tầng này trí tôn chi lực xé mở một đạo lỗ hổng, theo mà tiến vào bên trong. Nhưng khi đó vô cực tiên cung rõ ràng thả ra tin tức, cấm đoán bất luận cái gì sinh linh bước vào này nơi thế giới. Có lẽ bởi vì hãng thiên thế giới chỉ là một cái bình thường hạ giới, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác cho nên vẫn chưa có vô cực tiên cung người trấn thủ nhưng coi như như thế này phương giới vực vẫn là ở vào vô thương tiên vực bên trong một khi hắn tự tiện xông vào trong đó bị vô cực tiên cung phát hiện mà nói vậy phiền phức liền lớn mặc dù bởi vì thanh hòa miêu nơi tay nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn có thể chạy trốn trở về thế nhưng là bây giờ bồ tát lời nhắn nhủ sự tình còn không có chút nào tiến triển cứ như vậy trở về mà nói chắc chắn nhường bồ tát thất vọng sưu sưu ngay tại mục địch suy tư thời khắc nơi xa tinh không bên trong có một đạo lưu quan nhanh chóng lướt đến mục địch đôi mắt hiếp lại nhìn sang các hạ cũng là bị đại đạo hấp dẫn mà đến bóng người bay lượn đến mục địch trước mặt là một cái nam tử mặc áo đỏ hỏi lời vẫn khá lịch sự tại hạ mục địch đặc biệt thụ bồ tát chi mệnh đến đây dò xét đại đạo hiển hiện nguyên nhân mục địch một tay bưng lấy bình ngọc một cái tay khác làm mười hình dáng miễn cười nói nam tử mặc áo hồng nghe được bồ tát hai chữ đằng sau sắc hơi đổi tại vạn tướng Phật tự bên trong, có thể lấy Bồ Tát vì danh, chỉ có thể là trí tôn bá chủ. Nguyên lai là Bồ Tát tọa hạ đồng tử. Nam tử mặc áo hồng vội vàng bồi lên nịnh nọt nụ cười, tiếp lấy liền tiếp tục nói, tại hạ đến từ hỗn độn tiên vực, là xích huyết bên trong tinh vực xích lưu cửa trưởng lão, đoạn ngữ bác. Gặp qua một địch đạo hữu. Đoạn ngữ bác không nhìn đối phương hài đồng bộ dáng, cung kính ông quyền nói. Đoạn đạo hữu nhưng có hiểu rõ tình huống như thế nào? Giới thiệu xong về sau, mục địch liền không nói nhảm, nói thẳng mà hỏi. Đoạn Ngữ bắt lắc đầu cười khổ nói, không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng là mới vừa tới, phát hiện xuất hiện dị tượng thế giới thế mà chính là vô cực tiên cung che chở phương này thế giới. Chính đang suy tư muốn hay không như vậy lui thời điểm ra đi, liền phát giác được mục địch đạo hữu tới. Nguyên lai like như, hả? Đột nhiên, hai người một đạo làm cho người hít thở không thông, khủng bố áp lực bỗng nhiên buông xuống đến hai người trên thân. Đoạn Ngữ bắt sắc mặt đại biến, lại không cách nào động đậy mảy may mà một địch trong bình ngọc linh thực trong nháy mắt này tách ra lấp lánh ánh sáng xanh lục. mục địch xin nhờ khống chế miệng, vội vàng lui lại, dơ lên bình ngọc làm bộ liền muốn chạy trốn. Thanh Hòa Miêu Ngươi là thanh niệm Bồ Tát tọa hạ đạo đồng. Theo thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy một đạo áo bào trắng xám ông lão tóc bạc chậm rãi từ bên trên phù rơi xuống. Mục địch cảm thụ được người đến trên thân cái kia khí tức kinh khủng, ngược lại là thở dài một hơi. Gặp qua tiên vương. Hắn cung kính không lưng cúi đầu. Không biết tiền bối tục danh mặc dù hắn chỉ là chân tiên tu vi nhưng bằng mượn bối cảnh của chính mình tăng thêm trong tay thanh hòa miêu hắn cũng không e ngại đối phương nam tử đôi mắt có chút lấp lóe sau đó cười nói tên ta hạng cẩm mục địch nghe vậy lộ ra vẻ chật hiểu không biết mục địch tiểu hữu chuyến này thế nhưng là đại biểu vạn tướng phật tự hạng cẩm hỏi hồi tiền bối tại hạ chỉ là phụng bồ tát chi mệnh đến đây cùng phật tự không quan hệ mục địch thành thật trả lời hắn biết đối phương có y tứ gì nếu như mình là lấy vật tự đại biểu thân phận đi tới vô thương tiên vực, như vậy hẳn là sẽ chỉ có hắn một người. Nếu không phải, như vậy đằng sau khả năng còn sẽ tới vạn tướng vật tự người. hạng cẩm đôi mắt hiếp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó lắc đầu đáng tiếc nói. Thì ra là thế, không qua phương thế giới này thế nhưng là bị vô cực tiên cung che chở, tiểu hữu lần này có thể là muốn vô công mà trở về A. À? Tiền bối không có ý định vào đi điều tra một phen sao. Mục địch hỏi ngược lại. Tư thái của hắn cũng không có bày vô cùng thấp thân là thanh niệm bồ tát tọa hạ đạo đồng tiên vương cũng phải cho mặt mũi tiểu hữu nói đùa tại cái này hùng hậu chí tôn chi lực trước mặt cho dù là bản tọa cũng không có biện pháp gì huống chi sau lưng còn có vô cực tiên cung cái này có thể chưa hẳn tiền bối nên đã tới này đã lâu như tiền bối thật không có ý định điều tra lời nói tự nhiên đã sớm trở về thái sơ tiên vực làm gì tại hai người chúng ta trước mặt hiện thân mục địch cười nhạt nói hạng cẩm nghe vậy trong đôi mắt có một tia ánh sáng sắc bén lóe qua không khí trầm mặt một lát sau Hạng cẩm lắc đầu cười nói, không hổ là thanh niệm Bồ Tát đạo đồng, ngược lại là nhìn thấu qua. Không tệ, ba nghìn đại đạo lâm trần, mà lại thiên cơ che đậy, là tai họa vẫn là đại cơ duyên cũng còn chưa biết, bản tọa cảnh giới đã ngừng bước mấy cái kỷ nguyên, tự nhiên là muốn tới va vào. Chỗ lấy tiền bối là muốn lợi dụng trong tay tại hạ thanh hòa miêu mở ra một đầu lỗ hổng rồi. Mục địch tiếp tục cười nói. Chính mình thanh hòa miêu liền thả trong tay, nghĩ không bị trông thấy cũng khó khăn. Cái này rực rỡ tất nhiên là dự định mượn tay mình mới hiện thân hạng cẩm cũng không có ở nói nhảm, gật đầu nói, đúng là như thế. Không biết mục địch tiểu hữu có bằng lòng hay không cùng bản tọa cùng nhau vào đi điều tra. Mục địch trầm tư một lát, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Đã tiên vương tiền bối mở miệng, vậy tại hạ tự nhiên là tán đồng, chỉ là mục địch có một chuyện không rõ, mong rằng tiền bối giải hoặc. Cứ nói đừng ngại. Hạng cẩm gật gật đầu. Cái này đại đạo lâm trần dị tượng chiếu rọi toàn bộ chư thiên vạn giới, vừa vặn vì chủ nhà vô cực tiên cung, vì sao chậm chạp không có hiện thân chung quanh đây thế lực không ai đến đây hắn có thể hiểu được. Dù sao nơi này thuộc về là vô thương tiên vực vắng vẻ khu vực, không có cao thủ gì, có hạng cẩm tôn này tiên vương tại, chỉ cần hơi hơi lộ ra điểm trộn lẫn lấy sát y khí tức, tự nhiên là không ai dám đến đây. Ha 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 ha. Xem ra mục địch tiểu hữu tin tức có chút lạc hậu A, à, hạng cẩm cười to nói. Vô cực tiên cung không phải không hiện thân, mà là căn bản thoát thân không ra. Thoát thân không ra. Không tệ. Hoàng Phủ Nhất Tộc Tiên Hoàng Pháp Tiết Lộ dẫn đến toàn bộ tiên cung chấn động, bây giờ chư thiên bên trong tất cả hoàng phủ tộc nhân đều bị triệu hồi tiên cung tiến hành tra rõ. Những cái kia tiên tôn cùng tiên vương cấp bậc nhân vật cũng không ngoại lệ, tại triệt để tra xong trước đó, là sẽ không bỏ mặt gì một cái tộc nhân rời đi. Nếu là như vậy, mục địch kinh ngạc nói, vô cực tiên cung chú trọng nhất truyền thừa, huống chi là tiên hoàng pháp. Vậy đơn giản cũng là mệnh căn tử. Chỉ sợ cái này dị tượng buông xuống thời điểm, vô cực tiên cung nội bộ còn đang tức giận thanh tra đây. Tiểu hữu, việc này không nên chậm trễ vẫn là mau chóng hành động đi không phải vậy một hồi lại người đến đối với chúng ta có thể không có chỗ tốt hạng cẩm thúc dục nói nếu là cơ duyên không người nào nguyện y phân chia ra đi mà lại nếu là bị người biết bọn họ làm trái vô cực tiên cung pháp lệnh tự tiện xông vào hãng thiên thế giới đến lúc đó tin tức tiết lộ vô cực tiên cung thật phái tới một vị tiên tôn nhưng là xong đời mục địch gật gật đầu cũng biết hiện tại là cơ hội tốt nhất may mắn trước khi đến bồ tát cho thanh hòa miêu không phải vậy thật cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Mục địch thầm nghĩ lấy thời điểm, giơ lên trong tay bình ngọc, từng đợt ống ánh ánh sáng xanh lục theo thanh hòa miêu trên tuôn ra, bộc lộ đến hãng thiên thế giới giới bích ngoại vi tiên lực lên. Rất nhanh, tiên lực mắt trần có thể thấy bắt đầu tan rã, một chỗ khe hở hiển lộ ra. Hạng cẩm gặp này, nhẹ nhàng khoát tay. Sau một khắc, phanh, bị giam cầm ở đoạn ngữ bắt trực tiếp bạo tán thành một đoàn xương máu, tràn ngập trong tinh không. Sau đó hạng cẩm liền biến mất ở nguyên địa, theo khe hở bay vào hãng thiên thế giới. Mục địch đối với đoạn ngữ bác tê tử V, ông cũng không có để y. Theo sát lấy tiếng nhập hãng thiên thế giới bên trong. Tại mục địch sau khi đi vào, giới đích bên ngoài tiên lực lỗ hổng nhanh chóng khép lại, nhìn không ra một tia dấu vết. Tinh không bên trong, chỉ để lại cái kia đoàn đang chậm rãi tiêu tán sương máu, chứng minh từng có người đến qua. Chương 658, giả kim sĩ đại bằng, bí cảnh cửa vào. Chính là chỗ này sao? Ly Trường Sinh đứng tại tiểu bạch đỉnh đầu, hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới khu rừng rậm rạp. Có thể thấy rõ ràng trong rừng rất nhiều yêu thú, đều hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, bị vân long khí thế chấn nhờ ít không dám nhúc nhích. Khả năng bởi vì nơi này là đông thắng đại lục trung tâm phụ cận duyên cớ. Trong phạm vi 3.000 dặm còn có mấy cái chuẩn đế cấp yêu thú khác tồn tại, bất quá bọn chúng cũng là cùng những yêu thú khác một dạng, chính toàn thân run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Chính là chỗ này. Bất quá bây giờ còn chưa tới bí cảnh mở ra thời gian, cho nên nên là bị che giấu tại cái khác không gian bên trong. Dung Hạo hưng phấn chỉ phía dưới một chỗ rõ ràng đất trống nói. Xèo. Đúng lúc này, phía dưới trong rừng rậm đột nhiên bay ra một đạo kim sắc quang mang. Là một cái toàn thân sinh trưởng màu vàng ống lông vũ cự điểu. Lông vũ dưới ánh mặt trời phản xạ thiên hướng về kim thuộc tính lộng lẫy, hoàng mỹ làm nổi bật lên nó cái kia khí chất phi phàm. Là kim sĩ đại bằng a. Ly Trường Sinh trong đôi mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên, cẩn thận quan sát đến đối phương. Này thân chim thân thể to lớn, thậm chí muốn so ly trường sinh ban đầu ở thần hư bí cảnh bên trong nhìn thấy tàn hoang cự ngạc còn muốn lớn hơn không ít. Nhưng, tại tiểu bạch trước mặt lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cả hai đem so sánh phía dưới, trên lệch dựng lộ ra. Như đổi lại một tôn phượng hoàng có lẽ sẽ cùng Vân Long hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác, nhưng giờ khắc này, ly trường sinh thế mà cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Cái này gọi kim sĩ đại bằng. Tiểu tử, mặc dù bản tọa yên lặng hãng thiên thế giới nhiều năm, nhưng ngươi nói như vậy nhiều ít vẫn là có chút sỉ nhục cái kia chủng tộc cổ ma nghe vậy đột nhiên bật cười nói ồ thế nhưng là hãng thiên phong vân lục bên trong cũng là như thế ghi lại a à, đi trường sinh hồ đồ nói kim sĩ đại bằng đây chính là cùng chân long cùng phượng hoàng nổi danh hung thú tại bản tọa thời đại kia mặc dù những thứ này chủng tộc đều là lão tử tùy y đùa bẩn đối tượng nhưng cũng xa không phải bình thường sinh linh có thể so sánh được trước mặt ngươi cái này chim nhỏ chỉ là ẩn chứa một tia kim sĩ đại bằng huyết mạch thôi mà lại hình tượng lên cũng có khác biệt rất lớn, liền cái này lông vũ độ hùng hậu cùng lớn nhỏ đều kém rất rất nhiều. Cổ ma nhếch miệng kinh thường nói. Tề thiên tiên tôn cũng là kẻ gật đầu, đối ly trường sinh giải thích nói. Đúng là như thế, chân chính kim sĩ đại bằng toàn thân kim vũ rực rỡ rực rỡ, 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 mà lại lông vũ hình tượng không chỉ có càng thêm sắc bén, còn tràn ngập một tầng lưu động vàng rực, dương cánh ở giữa liền có thể phút chốc nghìn vạn dặm, mỏ bộ còn hiện ra đặc hữu kim lục sắc. Mà nhìn con chim này hình tượng, này huyết mạch hẳn là càng gần sát tại kim sĩ đại bằng nhất tộc chi thứ chi mạch kim sĩ điểu. Thì ra là thế. Ly Trường Sinh gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, xem ra hãng thiên thế giới vẫn là rơi ở phía sau quá nhiều. Đồng thời trong lòng cũng của hắn đối chân chính kim sĩ đại bằng cảm thấy hiếu kỳ. Cái này, giả kim sĩ đại bằng đều đã uy vũ bất phàm, cái kia thật kim sĩ đại bằng lại nên là bực nào phong thái. Không biết các vị đại nhân tới nơi này vì chuyện gì. Phiêu phù ở tiểu bạch trước mặt bằng điểu miệng nói tiếng người, vốn nên sắc bén con ngươi tại thời khắc này lộ ra rất là tâm thần bất định bất an. Nó là nằm ở Đông Thắng Đại Lục chỗ sâu trung tâm nhất chúa tể, là mình bộ tộc này lão tổ, càng là chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi. Vốn nên có ngạo thị thiên hạ vốn liếng, nhưng mặt đối mặt trước đầu này cự long thời điểm, nhưng trong lòng không nhịn được dâng lên phủ phục chi y. Tiểu Bạch huyết mạch cùng khí tức nhường vị này kim sĩ đại bằng bên trong sinh không nổi mảy may tâm tư phản kháng. Không có cách, cái này không chỉ là tu vi phía trên chênh lệch, cũng là huyết mạch vấn đề đối với yêu thú nhất tộc mà nói, huyết mạch sức ảnh hưởng là không thể coi thường, thậm chí một số thời khắc có thể tính được tuyệt đối. Kỳ thật nó đã sớm chú ý tới ly trường sinh sự xuất hiện của bọn hắn, dù sao lớn như vậy một đầu ngự mây cự long đều có thể coi là che khuất bầu trời, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. Vốn là chờ mong lấy đối phương mau mau rời đi, nhưng không nghĩ tới thế mà bay thẳng đến nhà mình sào huyệt. Cái này nếu là một đạo công kích đến đến, nói không chừng toàn bộ bằng điểu nhất tộc đều muốn hủy diệt mà lại đối phương nên là ông lấy một loại nào đó mục đích rõ ràng mới tới nơi đây không có cách nó chỉ có thể kiên trì tới hỏi thăm ly trường sinh cũng có thể cảm nhận được con chim này khẩn trương mỉm cười nói không cần câu nệ chúng ta chỉ là muốn đến thăm dò trong truyền thuyết tổ long bí cảnh mà thôi còn xin tiền bối cáo tri cửa vào tổ long bí cảnh nhưng là bây giờ còn chưa tới bí cảnh mở ra thời gian màu vàng bằng điểu do dự nói sớm tại bí cảnh được sáng tạo ra thời điểm tổ long liền lập xuống qua quy củ bí cảnh cách mỗi ngàn năm mở ra một lần, cho phép thiên hạ vạn tộc tiến vào. Mà Tổ Long chính là hãng thiên yêu tộc trong lịch sử thủ nhất sùng bái cùng tôn kính một vị tồn tại, nó lưu lại quy củ không có yêu thú muốn làm trái, huống chi. Liền coi như chúng nó muốn làm trái với cũng không có cái này năng lực, cưỡng ép xâm nhập bí cảnh chỉ sẽ gặp đến đại đế cấp cấm chế khác công kích, không cẩn thận liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Ly Trường Sinh nhìn lấy màu vàng bằng điểu, coi là đối phương không nghĩ cho chính mình cái này mặt mũi, nhìn không được sắc mặt có chút trầm xuống xem ra tiền bối là muốn ngăn cản chúng ta. Hắn nhưng là đã đáp ứng dung hạo. Huống chi, một cái bí cảnh mà thôi, trước mắt cái này con chim lớn làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo. Liền không sợ tiểu bạch một hơi cho nó phun không xê hết được. Không không không. Màu vàng bằng điểu nghe vậy vội vàng kinh hoảng lắc đầu nói. Đại nhân hiểu lầm. Chỉ là cái này bí cảnh. Chờ ly trường sinh nghe xong đối phương sau khi giải thích, sắc mặt cái này mới khôi phục lại. Cười cười nói cái này cũng không nhọc đến tiền bối lo lắng tại hạ tự có biện pháp còn xin tiền bối cáo tri bí cảnh vị trí màu vàng bằng điệu biết không có biện pháp thở dài chỉ có thể là gật đầu đồng y nó nhưng thật ra là không muốn để cho đối phương đi vào bởi vì tổ long bí cảnh bên trong cơ duyên có rất nhiều đều là cố định tỉ như cùng loại với lạc gia thiên tâm trì đồng dạng hiệu quả tổ long tố thể ao nó cũng không giống như thiên tâm trì như thế chỉ có thể dùng một lần tai hại mà là có thể lặp lại sử dụng mặc dù hiệu quả càng lúc càng cạn nhưng đây là căn cứ sinh linh thể phách cường độ cân nhắc còn có cái gì tổ long linh dược viễn, tổ long đăng thiên thê tổ long hỗn linh tháp các loại những thứ này toàn bộ đều là cần thời gian đến khôi phục mỗi lần mở ra tiêu hao năng lượng dựa theo trước bắt đầu này cự long cho mình cảm giác áp bách thực lực tuyệt đối tại đế cảnh hoặc trở lên không chừng còn thật tiến vào được tổ long bí cảnh cứ như vậy mà nói lần tiếp theo bí cảnh mở ra thời điểm những cơ duyên này nhưng là chưa hẳn khôi phục đến đây nhưng coi như bằng điểu tâm ly tất cả không muốn lại cũng không dám cự tuyệt mời đi theo ta nói xong màu vàng bằng điểu liền hướng phía dưới rơi đi. Tiểu Bạch cũng là lập tức đuổi theo. Theo nó cách mặt đất càng ngày càng gần, trong rừng rậm đám yêu thú càng thêm sợ hãi lên. Thẳng đến ly trường sinh bọn người từ Tiểu Bạch trên thân nhảy xuống, nó rút nhỏ thân thể về sau, loại cảm giác này mới tiêu tán không còn. Mà cái kia kim sắc bằng điểu cũng là hóa tạo thành một cái lão giả bộ dáng, đi tới một chỗ phong cách cổ xưa tế đàn trước. Theo nó vung tay lên, tế đàn nhanh chóng lan tràn ra các loại đường vân, tản ra màu vàng quang mang. Vù vù. Ngay sau đó, một đạo cao đến 50 trượng cự hình môn hộ nổi lên. Bất quá cánh cửa này bên trong lại vặn vẹo vô cùng, không cách nào thăm dò, không cách nào dò xét, giống như là bị cái gì cho trở ngại giống như. Đại nhân, đây cũng là bí cảnh cửa vào, bất quá bởi vì làm kỳ hạn chưa tới bị cấm chế cách trở. Lão giả quay đầu nhìn về phía đứng tại phía trước Ly Trường Sinh cung kính nói. Ly Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Phan Bân cười nói, cực khổ mời Bân tiền bối xuất thủ. Được. Phan Bân cười đáp lại nói, sau đó đi lên phía trước hắn cảm thụ được, trước mắt cấm chế này chỉ là phàm đạo đỉnh phong cường độ, đối với hắn cái này thiên tiên tới nói, tiện tay có thế phá. Nhìn lấy Phan Bân đưa tay động tác, một bên bằng điểu hóa hình lão giả không biết là nghĩ đến cái gì, liền vội mở miệng nói. Nếu như có thể, còn mời đại nhân chớ có hủy hoại cấm chế, dù sao. Đây cũng là thiên hạ vạn tộc căn cơ. Nó thấp thỏm nói ra, trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu chi y. Phan Bân không có trả lời, hắn vốn là cũng không có ý định hủy đi cấm chế này. Vù vù, theo một đạo ôn hòa tiên lực tuôn ra, trên cánh cửa vạn vẹo bắt đầu tan rã. Đúng. Chính là cái này. Dung Hạo thấy rõ cảnh tượng bên trong về sau, vội vàng hưng phấn mở miệng nói. Đi thôi. Ly Trường Sinh dẫn đầu bước vào trong đó. Đợi đến một đoàn người đều tiến nhập bên trong về sau, lão giả nhìn lấy lần nữa bắt đầu vạn vẹo môn hộ cũng là thở dài một hơi, nỉ non nói. Hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố gì a. À. Chương 659, ngoài dự liệu sơ giai trận pháp. Theo bước vào cái này trong truyền thuyết tổ long bí cảnh về sau, Ly Trường Sinh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái mũi co rúng ở giữa, có thể rõ ràng ngửi được trong không khí cái kia cổ đặc thù vị đạo, mỗi một lần hô hấp bên trong đều tràn đầy rừng cỏ lá xanh khí tức, không nói linh khí cỡ nào nồng đậm, nhưng lại khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn lúc này đứng tại một chỗ đỉnh núi cao, dưới chân là một tòa màu xanh lam thạch đài. Trên bệ đá khe hở ở giữa bò đầy lục khuẩn, hiện lộ rõ ràng tuế nguyệt dấu vết. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rộng lớn vô biên đại địa kéo dài đến chân trời, rừng cây, thảo nguyên, dòng sông cùng sơn mạch xen lẫn thành một bức to lớn bức tranh. Rậm rạp nguyên thủy sâm lâm bao trùm lấy mảng lớn đất đai, cây cối cao vê rút trong mây, giống như cự nhân giống như thủ hộ giả. Ánh nắng thông qua rậm rạp tán cây rơi xuống sạc sở quan ảnh, cho rừng rậm mang đến thần bí mà biến hóa thất thường không khí. Mà tại ly trường sinh ánh mắt ngưng tụ chi địa, có một tòa nguy nga cung điện, nói là cung điện, chẳng bằng nói là một tòa bao trùm cực lớn không biết bao nhiêu dặm thành trì bởi vì nó muốn so ly trường sinh đã thấy bất luận cái gì một tòa cung điện đều muốn to lớn, phi phàm. Tại ngoại vi, đứng sừng sững lấy chính tòa sinh động như thật long hình pho tượng, giống như là trong coi cửa long thần, nghiêm cấm bất luận cái gì sinh linh bước vào. Ở bên ngoài, còn có rất nhiều cao lớn kiến trúc, như tháp cao, không có điểm tựa thiên thê các loại. Các loại dị tượng xuất hiện. Gặp này, ly trường sinh không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía dung hạo hỏi. Dung hạo huynh, cái kia bị chính đầu cự long vây kiến trúc là. Cái kia chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Yêu đế cung. Dung Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái nói: "Đừng nhìn chúng ta bây giờ thân ở bí cảnh bên trong, nhưng nơi này chỉ là thuộc về khu vực biên giới. Chỉ có xâm nhập bên trong mới có các loại bất đồng cơ duyên, liền tỉ như cái kia tòa to lớn tháp cao, nó gọi là Tổ Long Hỗn Linh Tháp, linh lực bên trong mãnh liệt cuồng bạo, bất quá lại có đặc thù công hiệu, có thể ở một mức độ nào đó phát triển kinh mạch độ rộng cùng đang điền linh hải số lượng dự trữ. Mà lại mỗi đến thời tiết giông tố thời điểm, tòa tháp này đều sẽ hấp thu trong tầng mây lôi đình tinh hoa tiến hành chứa đựng, có thể cường hóa trèo lên tháp người sinh mệnh bản nguyên. Bất quá vô luận là phát triển kinh mạch độ rộng, vẫn là lôi đình tinh túy quán đỉnh đều quá cuồng bạo, cho nên không cẩn thận liền có khả năng làm bê trị tê hương căng cơ. Ly Trường Sinh nghe vậy kinh ngạc nói, hấp thu trong lôi vân tinh hoa. Làm sao làm được? Không rõ ràng, lúc trước vị kia tổ long thật sự là quá thần bí, lưu lại cái này bí cảnh cho dù là về sau đại đế đều không cách nào làm được dung hạo cũng là sợ hải thang lắc đầu nói tổ long ly trường sinh đôi mắt hiếp lại lóe ra hiếu kỳ hào quang chật chật lớn gan như vậy long tể tử ngược lại là ít có nghe cổ ma truyền vào chính mình đáy lòng thanh âm ly trường sinh biết đối phương là muốn nói gì vội vàng phối hợp với truy vấn ma tôn tiền bối vì sao nói như vậy a à? ha ha tiểu tử ngươi có chỗ không biết tổ long xưng hô thế này đối long tộc y nghĩa thế nhưng là tôn quy nhất cùng cao thượng đó là từ bản tọa về sau giữa thiên địa nhóm thứ hai sinh linh một trong là thế gian thứ một đầu chân long chính là long tộc lão tổ tông cũng chỉ có nó mới có tư cách được xưng tổ long cổ ma trong giọng nói lộ ra nhớ lại tiếp tục nói mà hãng thiên thế giới cái này tổ long đoán chừng là cái nào không biết trời cao đất rộng long tộc hậu bối ỷ vào phương thế giới này vắng vẻ cho mình khoác lác danh hào thôi lúc này thời điểm tề thiên tiên tôn thanh âm cũng vang lên phản bác ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không có khả năng long tộc quy củ sâm nghiêm cái này nếu như bị phát hiện nó lấy trộn tổ long danh hào cái kia vô luận huyết mạch cỡ nào tinh khiết cùng cao quy đều là tử tội hẳn là không có rồng sẽ vì nói khoác mà bốc lên loại này mạo hiểm huống chi mỗi một cái long tộc đối với tổ long kính y đều là sâu sắc tại huyết mạch bên trong mà huyết mạch đối với yêu tộc sức ảnh hưởng độ mọi người đều biết cho nên ta cho rằng đối phương chưa hẳn thật là long tộc a à. tề thiên tiểu bối ngươi là đang chất vấn bản tọa sao cổ ma nghe vậy giận đối phương phản bác tựa như là tại đánh mặt của nó một dạng lại cay lại đau như thế nào Ta chỉ là bổ sung một chút ma tôn tiền bối còn chưa nói xong mà nói mà thôi, điểm này muốn đến ma tôn sớm đã nghĩ đến, chỉ là muốn nhường trường sinh chính mình ngộ thôi. Tề thiên tiên tôn miễn cười đáp lại nói. Đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn sớm đã thăm dò trước mắt cái này tính khí không tốt ma tôn đại nhân tập tính. Chỉ cần tại cho nó mặt mũi trên cơ sở, cái gì liền đều tốt nói. Quả nhiên, cổ ma âm trầm sắc mặt lập tức tốt quay vòng lên. Đối với tề thiên tiên tôn mà nói, nó cũng là rất đồng ý, đúng là chính mình vào trước là chủ, có chút khiếm khuyết suy tính a à, nghĩ không ra ngươi cái này tiểu bối lại có thể xem thấu bản tọa mục đích ngược lại là sinh được một đôi mắt cổ ma hai tay ôm ngực khẽ gật đầu nói ly trường sinh nghe đáy lòng hai âm thanh khóe miệng có chút run rẩy cái này ma tôn tiền bối thật đúng là ngạo kiều a à. bất quá nói đi thì nói lại ly trường sinh đem ánh mắt xê dịch về cái kia uy vũ mênh mông yêu đế cung âm thầm suy tư như cái kia tổ long không phải ra long tộc mà nói cái kia lại là thân phận gì hắn quen đọc hãng thiên phong vân lục phía trên ghi lại đối phương theo nghe tiếng hãng thiên thế giới bắt đầu liền chưa bao giờ hiển lộ qua chân thân vẫn luôn là lấy hình người xuất hiện ở trước mặt người đời xưng đế về sau đối phương liền tự xưng tổ long cho nên thế nhân cũng vẫn cho rằng đối phương chân thân là một đầu chân long nhưng bây giờ loại này cố định sự thật đi qua cổ ma cùng tề thiên tiên tôn phân tích về sau đã tồn tại bỏ sót hơi suy nghĩ về sau ly trường sinh liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa quản nó chân thân là cái gì đây đối phương sớm liền đã trở thành lịch sử coi như biết thì có ích lợi gì đâu việc cấp bách vẫn là mau chóng đem những cái kia chính phẩm túy tiên ủ cho nắm bắt tới tay mới là đi thôi dung hạo huynh chúng ta đi qua ly trường sinh nhếch miệng lên quanh thân chuẩn đế cấp bậc khí tức trong nháy mắt nở rộ mà ra dẫn đầu hướng xa xa yêu đế cung bay đi dung hạo cũng là hưng phấn vội vàng đuổi theo phan bân thì là lấy tay đùa một chút tiểu bạch cũng là cười nói tiểu gia hỏa chúng ta cũng đi thôi dung hạo đi theo ly trường sinh sau lưng một đường không chút kiên kỵ hướng phía trước phi hành cảm giác cực kỳ thoải mái nhớ ngày đó hắn vì tiến vào khu vực trung tâm thế nhưng là phí không ít công phu cái này bên ngoài trong rừng yêu thú nhiều vô số kể cho hắn tạo thành trở ngại cực lớn bây giờ lấy vượt qua quy định cảnh giới thực lực tiến đến quả thực không nên quá thoải mái cũng không lâu lắm ly trường sinh một bên đứng tại yêu đế cung trên không khoảng cách gần xem chừng lấy trước mắt cung điện khổng lồ vẫn là khó tránh khỏi bị nó to lớn trình độ rung động thật sự là xa xỉ a à. Ly Trường Sinh đập tắt lưỡi, chỉ là những kiến trúc này tiêu hao tài nguyên sợ là cũng không dưới cùng một cái đỉnh tiêm thế lực bình thường nội tình. Đặc biệt là bên kia duyên quay chung quanh chính đầu cự long, mỗi một cái trong miệng đều ngậm lấy to lớn hạt châu màu trắng, tản ra mờ mịt ánh sáng, hắn liếc một chút thì nhìn ra được đến, đây là duy trì trận pháp vận chuyển trận cơ. Bất quá nhường Ly Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là, trận pháp này chỉ là thuộc về sơ giai phục cung thủ hộ trận. Phục cung thủ hộ trận, bình thường chỉ là làm nhị lưu hoặc phía dưới môn phái hộ tông đại trận mặc dù trận pháp sơ giai nhưng thắng ở có thể công có thể phòng so sánh toàn diện mà lại phòng ngự năng lực tại đồng bậc trong trận pháp cũng coi là chết lên tồn tại nội bộ còn có thể thực hiện hợp lại t cử t trận xem như một cái không tệ trận pháp đồng dạng sẽ theo tông môn cường độ theo thứ tự tấn thăng làm tam cung thủ hộ trận tứ cung thủ hộ trận thậm chí cử cung thủ hộ trận không hề nghi ngờ cử cung là này hệ liệt bên trong mạnh nhất nhưng mạnh hơn nó cũng vẫn là cái sơ giai trận pháp a Chương 660, chạm mặt. Đường đường yêu đế cung dùng trận pháp này có phải hay không có chút bại mặt bài rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, kỳ quái về kỳ quái, Ly Trường Sinh còn không phải không thể không thán phục một tiếng vị kia tổ long xa hoa. Bởi vì coi như cái này cửu cung thủ hộ trận chỉ là sơ giai trận pháp, nhưng lại bị cứ thế mà dùng tài nguyên cho chồng chất đến hiện nay hãng thiên thế giới đỉnh phong trận pháp quy mô tầng thứ. Cái kia chính viên hạt châu màu trắng đều là cực phẩm linh khí, rõ ràng đều là đặc biệt vì kiến tạo trận cơ mà tạo ra. Thật đúng là bại gia A. Những tư nguyên này hoàn toàn cũng có thể bố trí cái tiên trận ra đến rồi. Ngươi có năng lực này kiến tạo một chút cửu long hí châu trận hoặc là cửu thiên thần cương trận chờ như vậy cao giai trận pháp có thể hay không thích hợp hơn một số. May mắn đây là tại yêu tộc chỗ sâu bí cảnh bên trong, như thả ở bên ngoài, loại này bản chất sơ giai trận pháp sớm đã bị thế lực khắp nơi trận pháp sư phá giải. Hơi chửi bậy một chút về sau, ly trường sinh liền chậm rãi rơi xuống. Đứng ở cung điện to lớn trước cửa chính. giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng chạm đến một tầng trong suốt bình chứa. Bằng hắn hiện tại trận đạo tạo nghệ, mở ra trận này không khó, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dung Hạo cũng ở thời điểm này bay tới, nhìn lấy ly trường sinh bộ dáng cũng không có quấy rầy, chỉ là kiên nhẫn đứng ở một bên lẳng lặng cùng đợi. Hãng thiên thế giới. Đông thắng đại lục, lúc trước ly trường sinh dẫn động 3.000 đại đạo dị tượng địa phương. Lúc này ở nơi này không trung chỗ, nổi lơ lửng hai đạo nhân ảnh. Một người mặc áo bào xám trung niên nam tử, một cái áo xanh tiểu đồng chính là hạng cẩm cùng mục địch. Bọn họ sợ hải phương thế giới này có vô cực tiên cung tai mắt, sợ bị phát hiện, cho nên sau khi đi vào phá lệ điệu thấp. Chỉ là thần không biết quỷ không hay dò xét một vị tu sĩ thần hồn, tìm tới dị tượng vị trí cụ thể sau liền lập tức chạy tới. Mục địch nghi ngờ quét mắt bốn phía nói. Thấy thế nào cũng chỉ là phổ thông thế giới thôi, tại sao lại nhường ba nghìn đại đạo lâm trần đâu. Hạng cẩm hiếp hiếp mắt mắt, sau đó nhấc tay khẽ vẫy. Phía dưới trong rừng một cái đại thánh cảnh giới hổ hình yêu thú liền không bị khống chế bay tới, định tại hai người bọn họ trước mặt cái này yêu thú run rẩy nhìn lấy hai người cảm thụ được trên người áp lực trong lòng hoảng sợ vô cùng hạng cẩm tùy y duỗi ra một ngón tay cách không đối với cái này con yêu thú điểm tới sau một khắc yêu thú chỉ cảm giác mình hết thảy đều không chỗ che thân bị đối phương liếc nhìn bao quát trí nhớ sau một lúc lâu hạng cẩm nhíu mày trầm tư nói cái này nơi vắng vẻ thế giới lại có long tộc hoạt động khống chế mây mù rồng nên là huyết mạch phát sinh một loại nào đó dị biến bất quá vì sao Lâm Trần Đại Đạo đều hội tụ tại con rồng kia trên thân? Hạng Cẩm quan sát đánh giá đến, tại trước mặt yêu thú trong trí nhớ, lúc trước những cái kia Lâm Trần Đại Đạo, toàn bộ đều ngưng tụ ở không trung, tạo thành một đạo tráng kiện kim quang xông đánh vào đầu kia Bạch Long đỉnh đầu. Cụ thể xảy ra chuyện gì, bị giới hạn thị giác ảnh hưởng liền không được biết rồi. Mục đích nghe vậy, cũng là vội vàng dò ra thần niệm, tìm tòi tỉ mỉ lên đầu này hổ hình yêu thú trí nhớ. Thiên địa khôi phục. Tổ Long bí cảnh, các loại. Tổ Long Mục địch ngạc nhiên không thôi. Có kim sĩ đại bằng vì danh yêu tộc hắn có thể ly giải, dù sao bộ tộc này chỉ tôn trọng cường giả, đối với một số quy củ cái gì cũng không coi trọng, thường xuyên có bất nhập lưu hạ giới yêu thú, lấy tên này. Chỉ muốn gặp thế giới nhiều chút, đây cũng là cẩu thả bình thường chuyện. Thế nhưng là cái kia tổ long liền có vấn đề. Long tộc chú trọng nhất quy củ, mà lại bọn chúng hỗn tạp huyết mạch có thể nói là trải rộng chư thiên vạn giới. Chỉ cần huyết mạch không phải mỏng manh tới trình độ nhất định, liền sẽ đối tổ long cái danh hiệu này đánh đáy lòng sinh sinh vẻ kính sợ coi là một loại cấm kỵ mà trước mắt đầu này hổ hình yêu thú trí nhớ trong tấm hình đầu kia ngự mây rồng chỉ là nhìn ngoại hình liền biết đối phương huyết mạch độ tinh khiết tuyệt đối không thấp tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được tổ long sự xưng hô này đặc thù tính nhưng chính là cái này mới có lấy tương đối cao long tộc huyết mạch yêu thú chỗ tồn tại thế giới thế mà còn có dám lấy tổ long vì danh sinh linh là không sgc hết còn là chán sống rồi trọng yếu nhất chính là vô cực tiên cung cùng long tộc quan hệ tại trong chư thiên thế nhưng là người thân nhất dù là nói là một phe cánh đều không đủ nhưng là cái này bị vô cực tiên cung trọng điểm chiếu cố hạ giới thế mà xuất hiện loại chuyện này chẳng lẽ là vô cực tiên cung cùng long tộc quan hệ trong đó sinh đã sinh cái gì biến hóa hay sao nếu thật như thế đối vạn tướng phật tự tới nói là là tuyệt đối chuyện tốt mục địch đoán ở đây nhìn không được hưng phấn lên chuyến này dù là chỉ là thu được cái tin tức này liền giá trị tuyệt đối đến bất quá còn cần một số lý do đến gia tăng nắm chắc mới được. Vù vù. Sau một khắc, hạng cẩm lần nữa đưa tay. Xa xa rừng cây chỗ sâu nhất thời bay lượn đến một đạo màu vàng ống lưu quang, đứng tại hai người trước người. Đại. Đại nhân. Bằng điểu lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt trung niên nam tử cùng tiểu đồng. Trong lòng thì là nổi lên sóng biển ngập trời. Ngay tại chính mình đưa xong một đoàn người tiến vào tổ long bí cảnh về sau, vừa trở lại dẫn trong đất nghỉ ngơi, còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền bị cưỡng ép thu lấy đến nơi này cuối cùng là thủ đoạn gì? Người trước mắt giống như so trước đó con rồng kia muốn càng khủng bố hơn. Hạng cẩm mới mặc kệ cái gì tổ long không tổ long, hắn hiện tại chỉ muốn biết liên quan tới cái kia ba nghìn đại đạo lâm trần tin tức. Vì thế hắn nhưng là đặc biệt theo xa xôi thái sơ tiên vực lao tới mà đến. Không có trả lời bằng điểu lão tổ mà nói, hạng cẩm cũng như trước đó như vậy duỗi ra ngón tay đối với nó hư điểm đi qua. Ly trường sinh cùng phan bân đám người tin tức lập tức bại lộ tại trong đầu của hắn. Xác định rõ vị trí của đối phương về sau, hạng cẩm liền trực tiếp biến mất tại chỗ mục địch mặc dù chậm nửa nhịp nhưng cũng vội vàng đuổi theo tổ long bí cảnh yêu đế cung trước phan bân cùng dung hạo đứng ở phía sau thả lẳng lặng nhìn phá trận ly trường sinh không bao lâu bình chứng liền bắt đầu chậm rãi lan tràn ra một đạo lỗ hổng tốt nhìn lên trước mặt đầy đủ một người thông qua lỗ hổng ly trường sinh đối đã sớm không kịp chờ đợi dung hạo cười nói ha 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 đi thôi trường sinh huynh từng trường không sinh ngoại giới vừa mới tiến tới một vị tiên vương cùng một cái chân tiên. Ngay tại hắn một chân vừa bước vào bình chướng bên trong thời điểm, tề thiên tiên tôn thanh âm liền dưới đáy lòng vang lên. Ly trường sinh nghe vậy không khỏi sắc mặt hơi biến. Tiên vương cùng chân tiên. Làm sao lại như vậy? Thế nào trường sinh huynh? Dung hạo nhìn lấy đi đến một nửa ly trường sinh vấn đạo. Sau một khắc, một đạo xa lạ bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện ở bọn họ bên cạnh. Phan Bân nhìn đến người đến đằng sau sắc đột nhiên biến ảo lên. Gặp qua cổ tiên vương hắn liền vội vàng không người ôm quyền bái nói hạng cẩm nhìn trước mắt thiên tiên lông mày nhíu lại nói ừm ngươi biết ta tại hạ trước kia du lịch chư thiên thời điểm đi qua thái sơ tiên vực từng có may mắn gặp qua tiên vương anh tư phan bân bồi cười nói đồng thời đại não cũng tại điên cùng vận chuyển hạng cẩm làm sao lại tới nơi này hãng thiên thế giới không phải đã bị vô cực tiên cung chí tôn phong tỏa sao vù ngay sau đó mục địch cũng tại lúc này đến đạt đến trước mặt mọi người hắn đứng tại hạng cẩm sau lưng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt quan sát đến tình huống trước mắt. Trước đó đại đạo lâm trần nguyên nhân ngươi biết không? Hạng cẩm đối Phan Bân hỏi. Phan Bân cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Quả nhiên là bị nửa tháng trước dị tượng cho dẫn tới sao? Hồi tiên vương, cái kia. Nhìn lấy Phan Bân ấp úng bộ dáng, hạng cẩm mày nhăn lại, không có nói nhảm nữa, trực tiếp cưỡng ép cầm cố lại đối phương, duỗi ra ngón tay tìm kiếm. Vù vù. Nhưng sau đó một khắc, một đạo kim sắc hộ tráo đem phan bân bao khỏa hạng cẩm biến sắc thần niệm điên cuồng quét về phía tứ phương đồng thời ngưng trọng mở miệng nói các hạ đã tới vì sao không hiện thân một lần có thể ngăn cản hắn chí ít cũng là một tôn tiên vương phía sau một địch cũng là đồng tử co rụt lại lúc này thời điểm ly đi trường sinh nhìn lấy hai người sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi hai vị tiên nhân các ngươi tiến vào này nơi thế giới thế nhưng là đạt được hoàng phủ nhất tộc đồng y